Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân, Lý Dục Thần. Tập 2. Lý Dục Thần nhìn mà rất muốn cười. Thái cực quyền lấy tính chế động, mượn lực đánh lực, nhất là chiêu thức tay gảy đàn tỳ bà này, khi đối thủ ra chiêu cần phải áp vào bàn tay đối phương, sau đó thuận thế đẩy một phát, rồi vung tay phát lực đánh đối thủ văng ra. Mà Lý Dục Thần hoàn toàn không động đậy, Quan Húc Bình quyết định thi triển tay gảy đàn tỳ bà, biến quyền nội ra thành quyền ngoại ra. Lý Dục Thần cũng thích thú, thấy đối phương đưa tay qua, anh chỉ nhẹ nhàng giơ tay lên, xoay cổ tay đè lên khuỷu tay của đối phương, sau đó kéo về sau đồng thời lùi lại nửa bước. Rõ ràng Quan Húc Bình ra chiêu không được tốt, vừa bị Lý Dục Thần kéo đã mất thăng bằng. Anh đẩy nhẹ về phái trước, Quan Húc Bình lập tức văng thẳng ra ngoài. Thủ huy tỳ bà. Lý Dục Thần ăn miếng trả miếng, dùng chiêu thức giống hệt của đối thủ để đánh bay anh ta. Hơn nữa còn thực hiện thành thạo hơn. Những môn võ thuật thế gian này chỉ như một trò chơi đối với anh thôi. Thấy vậy, Hồng Thiên Thành kinh ngạc thốt lên, hóa ra cậu cũng là người của phái Thái Cực, thảo nào Hoàng Hải lại bị cậu đánh gãy gân cốt mà chẳng bị ngoại thương chút nào. Trần Dương Tôn Ngô, hai mạch Nam Bắc, cậu là học trò của vị sư phụ nào thế? Lý Dục Thần lạnh nhạt đáp, tôi không phải người của phái Thái Cực. Không phải, Hồng Thiên Thành khó hiểu, rõ ràng vừa rồi cậu đã dùng chiêu thức của Thái Cực mà. Tôi chỉ tự học thôi, mấy trò con nít này cũng chẳng có gì khó khăn cả. Cũng không phải là Lý Dục Thần coi thường Thái Cực quyền. Ngày xưa khi ông Tổ Võ Đăng Trương Tam Phong sáng tạo ra Thái Cực, chủ ý không phải là võ công, mà là phát minh ra một phương pháp hít thở và dẫn chân khí nhập thể phù hợp với người thường hơn. Thế hệ sau này đã dùng nó để gia nhập võ đạo nên mới có Thái Cực quyền. Chẳng qua những người này luyện quá tệ, chỉ còn cái mác bên ngoài thôi. Cậu, Hồng Thiên Thành nổi giận, vậy tôi sẽ cho cậu nếm thử sự lợi hại của Thái Cực quyền. Ông ta thi triển thức vuốt bầm ngựa, tấn công về phía mặt của Lý Dục Thần. Phải công nhận rằng Hồng Thiên Thành mạnh hơn học trò của ông ta không chỉ một chút, quần áo trên người tung bay kể cả khi không có gió, cánh tay đánh ra. Các đốt xương phát ra tiếng răng rắc như thể đến cả không khí cũng đang rách toạc. Lý Dục Thần nghĩ thầm, sống ở nhân gian không thể cứ hở ra là dùng đến pháp thuật tiên gia, sao lại không học Thái Cực quyền của nam phái này chứ? Thế là anh đã thi triển chiêu thức tay gảy đàn tỳ bà vừa mới học, đẩy rồi lùi lại, chẳng qua lần này không phát lực đánh người. Hồng Thiên Thành thấy Lý Dục Thần giảm lực thì lập tức thay đổi chiêu thức, tung chiêu ngăn, chặn, đóng, lùi một bước tiến hai bước. Bắt lấy cánh tay Lý Dục Thần rồi tiến tới dùng thức ép, gạt, đấm. Chỗ khe giữa ngón cái và ngón trỏ hướng lên trên, tay trái ép ra ngoài, đầu gối trái khuỵu về trước, chân phải đưa thẳng ra, nắm tay phải đấm thẳng về phía trước. Bởi vì đã chặn tay Lý Dục Thần, anh không còn hướng nào để đánh trả. Cú đấm này của Hồng Thiên Thành vừa nhanh vừa mạnh, kết hợp cơ bắp khắp toàn thân lại thành một, lực sinh ra từ dưới lòng bàn chân, khí dâng lên từ dưới đáy biển. Nắm đấm thoạt nhìn có vẻ không được nhanh, nhưng không khí phía trước nắm đấm lại phát ra tiếng nứt toạc tành tạch. Nhóm học trò của ông ta buộc phải thốt lên rằng, quá đẹp. Hồng Thiên Thành vô cùng tự tin vào cú đấm này, ông ta nghĩ rằng, dù Lý Dục Thần có làm thế nào cũng không thể né được cú đấm này. Nhưng khi nắm đấm của ông ta sắp chạm vào quần áo của Lý Dục Thần, anh lại xoay người theo cách không thể tưởng tượng nổi, hai tay làm ra động tác ngăn, chặn, đóng, ngăn lại thế công của Hồng Thiên Thành. Sau đó tay trái anh nhẹ nhàng ép tới, đẩy nắm đấm của Hồng Thiên Thành ra, đầu gối cũng khuỵu về trước, chân phải đưa thẳng ra, nắm tay phải đấm về phía trước, đánh về phía xương sườn của ông ta. Tiến tới ép, gạt, đấm. Vẫn dùng chiêu thức giống Hồng Thiên Thành, có điều chỉnh tự hơi khác một chút. Ép trước gạt sau được gọi là ép gạt trước ép sau được gọi là gạt ép. Đây chính là sự kỳ diệu của Thái Cực quyền. Hồng Thiên Thành kinh hãi. Không ngờ cú đấm này của mình lại không trúng được đối thủ, còn bị đối thủ đánh ngược lại. Ông ta vội vàng lùi về sau nhưng vẫn có cảm giác như không né được cú đấm này. Nắm đấm của Lý Dục Thần đánh về phía bên trái xương sườn của ông ta, nhưng không có lực gì cả, chỉ lướt qua từ bên dưới xương sườn. Hồng Thiên Thành thở phào nhẹ nhõm, nói bụng, hóa ra là một cái thùng rỗng, chỉ biết ra chiêu thức, không biết phát lực. Ông ta không còn sợ nữa, bèn chỉnh đốn lại tinh thần. Thay đổi chiêu thức, tiếp tục tung một chiêu nắm đuôi chim. Lý Dục Thần gặp chiêu phá chiêu, vẫn dùng Thái Cực quyền. Và cứ như thế, hai người đánh nhau trong phòng VIP này.
Những tên học trò kia được dịp chứng kiến thầy của mình thực chiến với cao thủ, ai nấy đều vô cùng phấn khích, thậm chí còn không dám chớp mắt vì sợ bỏ lỡ gì đó. Nhưng họ cũng có điều thắc mắc, tại sao quyền pháp mà cậu thanh niên đó sử dụng lại giống y hệt thầy, hơn nữa động tác còn thoải mái, đẹp mắt hơn nhỉ? Thấy Hồng Thiên Thành lặp lại các chiêu thức cũ càng lúc càng nhiều, Lý Dục Thần đoán chắc ông ta đã dùng hết tất cả chiêu thức từng học trong đời rồi, bèn mỉm cười hỏi. Thầy Hồng, đủ chưa thế? Hồng Thiên Thành đánh mãi vẫn không có kết quả, cảm thấy rất mất mặt, mắt cũng đỏ ngầu, giận dữ nói, thêm 300 hiệp nữa. Nhưng Lý Dục Thần không cho ông ta cơ hội. Một chiêu tay gảy đàn tì bà đánh cho ông ta văng ra ngoài. Đây là chiêu thứ nhất của Thái Cực Quyền mà anh học được trong ngày hôm nay, dùng chiêu này để kết thúc trận đấu, cái này gọi là có đầu có đuôi. Hồng Thiên Thành xoay người giữa không trung, rơi xuống đất, sau đó lùi lại mấy bước liên tục mới tạm đứng vững được. Thầy Hồng, Thái Cực Quyền của tôi thế nào? Lý Dục Thần cười hỏi. Mặt mày Hồng Thiên Thành đỏ bừng cả lên, lồng ngực phập phồng, mất một lúc lâu vẫn không thể nói nên lời. Ông ta quay về phía Phùng Thiên Minh, ôm quyền nói, ông Hai Phùng, tôi đã làm ông mất mặt rồi. Dứt lời, ông ta đi ngay ra cửa. Khi đi ngang qua Lý Dục Thần, ông ta nói một câu, trái đất tròn lắm, sẽ có ngày chúng ta gặp lại thôi, cậu cứ đợi đấy. Lúc đi tới cửa, ông ta bỗng dừng lại, chờ khoảng vài giây nhưng không thấy Phùng Thiên Minh giữ mình lại, cuối cùng đành thở dài, tức giận bỏ đi. Đám học trò của ông ta cũng đi ra theo. Người của phái Thái Cực vừa đi, những người mặc vest đen kia lập tức thay họ chặn cửa. Phùng Thiên Minh giơ tay lên, trong tay hai người đứng ngoài cùng đột nhiên xuất hiện một khẩu súng. Họng súng đen ngòm nhắm thẳng vào Lý Dục Thần và Mã Sơn. Cậu nói xem võ công của cậu lợi hại hay đạn lợi hại hơn, Phùng Thiên Minh cười như không cười nhìn Lý Dục Thần. Chú Minh, Châu Na rất muốn xin tha cho Lý Dục Thần, có mối quan hệ với Mã Sơn, chị ta rất tự tin rằng có thể lôi kéo Lý Dục Thần về đội mình. Cao thủ trẻ tuổi thế này biết đi đâu tìm đây. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt lạnh như băng của Phùng Thiên Minh, chị ta lại nuốt lời xuống bụng. Chị ta biết, hôm nay trừ phi Lý Dục Thần chịu thua, nếu không anh sẽ rất khó bước ra khỏi cánh cửa này. Đợi đã. Ngoài cửa chợt vọng vào một giọng nữ. Lâm Mộng Đình kéo Đinh Hương đi vào. Ngay lập tức có người lấy súng nhắm vào họ. Lý Dục Thần nhíu mày. Anh giao Đinh Hương cho Lâm Mộng Đình là vì sự an toàn của cô ấy, đồng thời cũng không muốn cô ấy nhìn thấy cảnh tượng này. Nhưng anh không ngờ Lâm Mộng Đình lại dẫn Đinh Hương quay lại. Châu Na híp mắt nhìn hai cô gái trước mặt mình. Đúng là người đẹp bạn chơi cùng cũng đẹp. Trong lòng chị ta nghĩ, giữa mình và hai người họ, ai sẽ thu hút ánh mắt của đàn ông hơn nhỉ? Anh Mã Sơn, anh Dục Thần. Thấy có người chĩa súng vào họ, Đinh Hương cực kỳ sợ hãi. Lâm Mộng Đình cũng hơi sợ, nhưng cô biết lúc này mình phải bình tĩnh, bèn nắm chặt tay Đinh Hương hơn, nói nhỏ, đừng sợ, có tôi rồi. Chú Minh, Lâm Mộng Đình gọi. Cô là ai? Phùng Thiên Minh cảm thấy Lâm Mộng Đình hơi quen mặt. Tôi tên là Lâm Mộng Đình, vào tiệc mừng thọ của ông nội tôi cách đây vài năm, tôi đã từng gặp ông rồi. Phùng Thiên Minh sửng sốt, lập tức nhớ ra, ngạc nhiên, cô là con gái của Lâm Thu Thanh. Đúng vậy. Cô đến đây làm gì? Tôi muốn xin ông thả bạn tôi ra. Ồ, Phùng Thiên Minh hỏi, ai là bạn của cô? Lâm Mộng Đình chỉ vào Lý Dục Thần và Mã Sơn, cả hai người họ. Châu Na kinh ngạc, sao cô cả của nhà họ Lâm lại tự dưng chạy tới đây thế? Mối quan hệ giữa nhà họ Lâm và nhà họ Phùng vô cùng khó nói. Cả hai gia tộc đều là thế gia hàng đầu ở thành phố Hòa, hai nhà có hợp tác, cũng có cạnh tranh với nhau. Chẳng lẽ chuyện hôm nay có liên quan đến nhà họ Lâm? Nhưng từ xưa đến giờ nhà họ Lâm chỉ làm kinh doanh hợp pháp, còn ông Hai Phùng Thiên về thủ đoạn không chính đáng hơn, đáng lý phải không có qua lại mới. Đúng. Nghe nói cô cả nhà họ Lâm vẫn còn đi học, trước giờ cũng không can thiệp vào mảng kinh doanh. Một cô nhóc chưa trải sự đời lại có thể giữ nguyên sắc mặt, không kiêu ngạo không tự ti trong trường hợp này. Không hổ danh xuất thân từ gia đình danh giá. Châu Na không thể không khâm phục cô cả Lâm này, thậm chí còn có chút hâm mộ. Nhớ lại hồi ở độ tuổi này, chị ta vẫn còn đang sống cuộc sống khổ cực. Nếu cũng có được xuất thân như thế, sao chị ta có thể chịu khổ nhiều vậy, từ đó phải đi đến bước đường ngày hôm nay. Phùng Thiên Minh không nói gì, biểu cảm trên mặt rất khó lường,
ông ta nhìn Lâm Mộng Đình chằm chằm như thể muốn nhìn thấu mục đích của cô. Bỗng nhiên ông ta cười phá lên, nói cô cả nhà họ Lâm đã tới đòi người, sao tôi lại không cho được cơ chứ, không nể mặt sư cũng phải nể mặt Phật mà, dù gì tôi cũng phải nể mặt ông cụ Lâm, ở thành phố Hòa có ai dám không nể mặt ông ấy đâu. Lâm Mộng Đình thở phào, cảm ơn chú Minh. Có điều, Phùng Thiên Minh đổi lời, tôi nể mặt nhà họ Lâm, thế cô cả Lâm đây có thể nể mặt Phùng Thiên Minh tôi lại hay không? Lâm Mộng Đình chưa có kinh nghiệm trong những tình huống này, bèn hỏi, ông cứ nói đi, chỉ cần là việc tôi có thể làm được. Phùng Thiên Minh chắp tay sau lưng, chậm rãi bước đi. Tôi muốn đấu thầu dự án sửa chữa bến xe cũ ở phía nam thành phố, nhưng tôi biết bố cô cũng muốn đấu thầu. Tôi muốn hợp tác với nhà họ Lâm các cô, cả hai cùng nhau thực hiện dự án này. Lâm Mộng Đình trả lời, tôi chưa bao giờ nhúng tay vào việc kinh doanh của gia tộc, có lẽ ông nên đi trao đổi với bố tôi. Phùng Thiên Minh cười, nói vậy nghĩa là hôm nay cô Lâm không đại diện cho nhà họ Lâm tới đây đúng không? Lâm Mộng Đình lắc đầu, không phải. Nếu cô không đại diện cho nhà họ Lâm, vậy thì tôi cũng không cần phải nể mặt cô, chú Minh sầm mặt lại, lạnh lùng nói, dù bố cô có đến cũng phải gọi tôi một tiếng ông hai đấy. Cô không đại diện cho nhà họ Lâm mà lại tới chỗ tôi đòi người, cô nói xem tôi phải nể mặt cô kiểu gì đây? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lâm Mộng Đình không ngờ Phùng Thiên Minh sẽ nổi giận, hơn nữa còn từ chối thẳng thừng tại chỗ như vậy, nhưng cô vẫn không muốn từ bỏ. Chú Minh, hôm nay ông thả bạn tôi, ân tình này tôi sẽ ghi nhớ, sau này nhất định sẽ trả lại cho ông. Phùng Thiên Minh sửng sốt, không ngờ đến lúc này mà Lâm Mộng Đình vẫn có thể không kiêu ngạo không tự ti, không khỏi có đánh giá cao hơn về cô. Cô trả tôi bằng cách nào, Phùng Thiên Minh nheo mắt lại hỏi. Lâm Mộng Đình không biết rằng nếu không nói ra điều kiện thực tế, Phùng Thiên Minh sẽ không chịu thả người. Nhưng cô có thể đưa ra điều kiện gì thực tế chứ? Cô nhíu mày, khẽ cắn môi. Đúng lúc này, một tiếng chuông điện thoại vang lên, nghe có vẻ cực kỳ chói tai trong phòng VIP yên tĩnh. Lý Dục Thần lấy chiếc điện thoại Nokia đời cũ của mình ra từ trong túi, xem số người gọi đến. Tuy đang có người chĩa súng vào anh nhưng anh vẫn ung dung không vội vã, nghe máy như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Alo, em Lý à, anh là Tiền Khôn đây. Lý Dục Thần nhận ra là giọng của Tiền Khôn, anh cứ nói đi. Em trai à, anh có chuyện cần nói cho chú biết, giọng Tiền Khôn có vẻ rất hào hứng, anh đã điều tra rồi, nhà đầu tư Hồ Linh Sơn là tập đoàn Hoa Châu của nhà họ Phùng, anh đã nói một tiếng với gia chủ nhà họ Phùng rồi, miếng đất ở phía tây đó sẽ không làm gì, tạm thời chú không cần rời mộ cho ông nội của chú đâu. Cảm ơn anh nhé. Lý Dục Thần vốn đang giàu dĩ vì chuyện này, chỗ chôn cất bị động chạm là sự bất kính lớn nhất đối với người đã khuất. Tiền Khôn đã giúp anh một ân nghĩa quá lớn. Anh thực sự rất biết ơn ông ấy. Không cần cảm ơn anh đâu, anh cũng vì muốn tiện hơn khi đi câu cá thôi, Tiền Khôn cười nói ở đầu dây bên kia. Lý Dục Thần mỉm cười, biết Tiền Khôn cố tình nói vậy để giảm sức nặng của ân nghĩa này thôi. Nhưng Lý Dục Thần là người có ân phải trả, Tiền Khôn càng nói như thế, anh sẽ càng nhớ kỹ ân nghĩa này hơn. Anh uống thuốc chưa? Uống rồi, lúc về anh đã đi mua thuốc theo đơn của chú rồi. Vậy thì tốt rồi. Anh nhớ uống thuốc đúng hạn, nửa tháng sau em sẽ đến châm cứu cho anh. Được, cảm ơn em trai nhé. Không có gì đâu. Khi đang định cúp máy, Lý Dục Thần chợt nhớ tới gì đó, bèn hỏi. Anh thân với người nhà họ Phùng lắm hả? Cũng khá thân. Có quen Phùng Thiên Minh không? Có, sao vậy? Ông ta cầm súng chĩa vào đầu em đang nghĩ có cần nể mặt anh mà tha cho ông ta một lần không? Câu nói này phát ra từ miệng anh nghe có vẻ vô cùng tự nhiên, nhưng người nghe đều tưởng mình nghe nhầm. Chuyện ngôn tình. Ai tha cho ai? Châu Na và Lâm Mộng Đình đều ngỡ ngàng nhìn anh. Phùng Thiên Minh có đang ở đó không? Tiền Khôn hỏi từ đầu dây bên kia. Có. Em đưa điện thoại cho ông ta đi. Lý Dục Thần nhìn sang Phùng Thiên Minh, sau đó đưa điện thoại qua. Người áo đen ở bên cạnh dí súng sát vào huyệt thái dương của Lý Dục Thần. Chỉ cần anh tiến thêm một bước nữa, hắn ta sẽ bóp cò súng không chút do dự. Phùng Thiên Minh ra hiệu cho hắn ta đừng manh động, nghi hoặc nhìn Lý Dục Thần, cuối cùng vẫn nhận lấy điện thoại. Alo, ông ta chợt ngẩn người, sau đó tỏ ra kinh ngạc, ông Khôn. Thái độ lập tức trở nên cung kính. Dạ, vâng, được ạ. Một lát sau, ông ta cúp máy,
trả điện thoại cho Lý Dục Thần rồi cười bảo. Người anh em này, thật ngại quá, đây chỉ là hiểu lầm thôi. Ông ta giơ tay lên, cả đám cấp dưới đều thu súng về rồi lùi sang hai bên. Phùng Thiên Minh lại quay sang Lâm Mộng Đình, để cô cả Lâm phải đích thân tới đòi người, tôi thực sự rất áy náy. Bây giờ của về chủ cũ, tiếp đón không được chu toàn, mong cô Lâm đừng trách nhé. Lâm Mộng Đình không biết vì sao thái độ của Phùng Thiên Minh lại thay đổi 180 độ như thế, cô chỉ biết là chắc chắn có liên quan đến cuộc gọi vừa rồi của Lý Dục Thần. Lâm Mộng Đình nhìn về phía Lý Dục Thần. Anh đi qua, cười nói với cô, hôm nay cảm ơn cô nhé, chúng ta đi thôi. Cô nguyết mắt nhìn anh, không trả lời mà xoay người dẫn Đinh Hương đi ra ngoài. Lý Dục Thần và Mã Sơn cũng đi ra theo. Châu Na nhìn họ rời đi, thắc mắc hỏi Phùng Thiên Minh, chú Minh, vừa rồi là ai gọi thế, sao anh lại? Ông Khôn, Phùng Thiên Minh trả lời, tôi không ngờ thằng nhóc này lại là người của ông Khôn, hôm nay suýt thì đã gây ra họa lớn rồi. Ông Khôn, Châu Na nghĩ mãi cũng không nghĩ ra thành phố Hòa có nhân vật nào tên này, ông Khôn nào cơ. Ông Khôn của Tiền Đường, Phùng Thiên Minh đáp. Châu Na kinh hãi, người của nhà họ Tiền. Đúng thế, Phùng Thiên Minh thở dài, ở tỉnh Nam Giang có ai mà dám không nể mặt nhà họ Tiền chứ? Ông Khôn có địa vị rất cao ở nhà họ Tiền hả? Châu Na hỏi. Rất cao, Phùng Thiên Minh lặp lại hai lần, chợt bảo, nếu có cơ hội, nhớ làm thân với thằng nhóc này. Châu Na thử người ra, sau đó lập tức hiểu ý của Phùng Thiên Minh, chị ta không khỏi hơi thất vọng, nhưng lại không cầm lòng được mà trông chờ. Đám người Trương Nhất Bình còn đang đợi ở ngoài quán bar, thấy Lâm Mộng Đình đi ra, họ vội vàng đi tới. Mộng Đình, may nhờ em có máu mặt, có thể cứu người khỏi tay chú Minh, quá giỏi, Trương Nhất Bình giơ ngón cái lên khen. Đam Mỹ hát văn. Đúng đó, Mộng Đình là ai chứ, cô cả nhà họ Lâm cơ mà, ở thành phố Hòa có ai lại không chịu nể mặt người nhà họ Lâm chứ, Diêu Lệ Lệ cũng nịnh hót. Đinh Hương, em có sao không, chú Húc lại gần quan tâm hỏi. Lần này may mà nhờ có cô Lâm, không thì em sẽ thảm lắm đấy. Sau đó anh ta nhìn sang Lý Dục Thần và Mã Sơn, hai ông tướng các cậu còn phải để phụ nữ đi cứu mình, thật mất mặt. Các anh nói đủ chưa, Lâm Mộng Đình lạnh mặt, ai mất mặt mà không tự biết sao. Chu Húc đỏ mặt, quay sang nhìn Trương Nhất Bình. Vẻ mặt của Trương Nhất Bình hơi khó coi, hôm nay đúng thật là đã mất sạch thể diện rồi. Nhưng cho dù có lần sau... Bảo anh ta bóp chát lại lưu mặt sẹo hay đi cầu xin chú Minh, anh ta vẫn không dám. Trương Nhất Bình nhìn Lý Dục Thần, cảm thấy cái tên này đúng là đồ sao chổi. Chúng ta về thôi. Anh ta muốn mau mau tránh xa đồ sao chổi này. Sau này tìm cách dỗ Lâm Mộng Đình sau, làm cô vui lên là cô sẽ quên chuyện hôm nay thôi. Nhưng Lâm Mộng Đình lại đáp, các anh đi trước đi, tôi đưa Đinh Hương về nhà. Đương nhiên Trương Nhất Bình sẽ không đồng ý, anh ta nói. Không được, Mộng Đình, hôm nay tụi anh rủ em đi chơi, em đi một mình anh không yên tâm, ngộ nhỡ có chuyện gì, anh cũng không tiện ăn nói với chú Lâm nữa. Không cần anh nói gì với bố tôi đâu, Lâm Mộng Đình lạnh lùng đáp. Một tên đàn ông không có trách nhiệm như anh ta, sao cô có thể thích cho được? So với anh ta, cô càng thích Lý Dục Thần và Mã Sơn hơn. Hai người họ không có gia thế và địa vị cao sang nhưng lại dũng cảm. Sẵn sàng bất chấp cả gian nguy vì em gái của mình. Đôi khi cô cũng khá hâm mộ Đinh Hương vì có hai người anh chăm sóc cho. Lâm Mộng Đình dứt khoát bắt một chiếc xe, bảo Đinh Hương, Lý Dục Thần và Mã Sơn cùng lên xe. Trương Nhất Bình nhìn họ rời đi, tức giận đến mức đứng được ra trong gió. Chu Húc đi tới khuyên nhủ, anh Trương, đừng nóng giận, sớm muộn gì cô Lâm cũng là của anh thôi. Chuyện hôm nay cũng không thể trách cô ấy, đều tại cái thằng Lý Dục Thần đó cả. Mọi chuyện đều do cậu ta gây ra, cũng chính cậu ta nhờ cô Lâm chăm sóc cho Đinh Hương, không thì cô ấy cũng đã không quay lại tìm chú Minh đòi người rồi. Trương Nhất Bình căm thù đấm một cú vào cột đèn đường, cái thằng Lý Dục Thần này, phải tìm cơ hội dạy cho nó một bài học mới được. Anh Trương, dăm ba cái chuyện vặt vãnh này cứ giao cho em đi, Chu Húc nói. Trương Nhất Bình biết anh ta muốn tìm cơ hội tiếp cận Đinh Hương nên cũng không vạch trần, vỗ vai anh ta, bảo, vậy thì vất vả cho cậu rồi. Đinh Hương lo lắng cho Lâm Mộng Đình khi phải về nhà một mình, bèn nhờ Mã Sơn và Lý Dục Thần đưa cô về. Hiển nhiên nhiệm vụ này đã rơi vào tay Lý Dục Thần. Lâm Mộng Đình không từ chối. Lý Dục Thần đứng bên đường bắt xe taxi,
nhưng không ngờ vào giờ này có rất ít xe trống, đợi cả buổi cũng chẳng có lấy một chiếc. Nhìn Lý Dục Thần cứ liên tục vẫy tay, Lâm Mộng Đình cười hỏi, anh không có đai đi hả? Lý Dục Thần ngây người, đệ đệ, tất nhiên là tôi có rồi. Vậy thì dùng đi. Hở, dùng luôn bây giờ á? Biểu cảm của Lý Dục Thần cực kỳ khoa trương, cứ như thể nhìn thấy quái vật vậy. Dường như Lâm Mộng Đình cũng nhận ra điều gì đó, bèn giải thích, cái tôi nói là đai đi, ứng dụng để đặt xe ấy. Gì cơ, Lý Dục Thần nghĩ mãi vẫn không hiểu đặt xe bằng đệ đệ như thế nào. Lâm Mộng Đình lấy điện thoại ra xem, bảo, không có gì đâu. Lý Dục Thần tiếp tục đưa tay ra bắt xe. Lâm Mộng Đình nói, hay là anh đi bộ về với tôi đi. Đi bộ về, Lý Dục Thần nhìn xuống chân cô, xa lắm, cô có đi nổi không đấy? Tôi đi được, nói xong Lâm Mộng Đình đi thẳng tới trước, rồi bỗng quay phát đầu lại nở một nụ cười xinh đẹp, tôi có tập thể dục nhịp điệu, quãng đường ngắn ngủn ấy chẳng là gì đâu. Thể dục nhịp điệu là môn thể thao gì vậy? Lý Dục Thần lắc đầu, cất bước đi theo. Tại sao lúc đó anh lại giao đinh hương cho tôi thế? Lâm Mộng Đình đột nhiên hỏi. Bởi vì tôi không tin tưởng những người khác, Lý Dục Thần trả lời. Anh tin tưởng tôi, Lâm Mộng Đình nhìn anh. Đúng vậy, anh đáp không hề do dự. Vì sao, cô rất tò mò. Không vì sao cả, tin tưởng một người giống như vừa gặp đã yêu vậy, không có lý do nào hết cả, Lý Dục Thần nói với nụ cười bất cần đời trên môi. Lâm Mộng Đình sửng sốt, rồi phụt cười, lý do kiểu gì thế này? Tôi đã nói đó là lý do đâu? Lúc nãy người trong điện thoại là ai thế? Hả? Người bảo chú Minh thả các anh đi trong cuộc gọi ấy. À, một người bạn thôi. Lâm Mộng Đình biết Lý Dục Thần sẽ không nói là ai nên không hỏi tiếp nữa, chỉ tò mò nhìn anh, nếu không có cuộc gọi đó, anh sẽ làm thế nào? Lý Dục Thần cười đáp, chẳng phải có cô rồi sao? Tôi có làm được gì đâu, chú Minh cũng đâu nể mặt tôi. Sao có thể được, anh phản đối, chú Minh nhất định sẽ nể mặt cô, ông ta chỉ đang tìm cách để giữ thể diện. Cuộc gọi đó của tôi chỉ bỏ thêm một quả cân để ông ta đưa ra quyết định nhanh hơn thôi. Lâm Mộng Đình nửa tin nửa ngờ, bỗng nhìn chằm chằm vào anh, có phải anh đã biết tôi là ai trước rồi không? Lý Dục Thần lắc đầu. Không đúng, chắc chắn là anh đã biết, Lâm Mộng Đình nghiêng đầu suy nghĩ, vừa rồi anh hỏi tôi xa thế có đi nổi không, nhưng tôi chưa nói cho anh biết nhà tôi ở đâu, sao anh lại biết tôi ở có xa hay không chứ? Anh giao đinh hương cho tôi là vì anh biết thân phận của tôi, đinh hương chỉ cần ở bên cạnh tôi là sẽ rất an toàn. Thế nên ban nãy anh mới nói chú Minh nhất định sẽ nể mặt tôi một cách chắc chắn như vậy. Lý Dục Thần phải công nhận rằng cô vợ chưa cưới này của mình rất thông minh. Thông minh, tốt bụng, còn dũng cảm nữa, tính cách này rất khác với bà Lâm. Nhưng anh không định nói ra thân phận của mình, bởi vì vốn dĩ anh đến để từ hôn, mà nhà họ Lâm có vẻ không chào đón anh cho lắm. Chú Minh không có nể mặt tôi, chỉ nể mặt người gọi điện thoại cho anh thôi. Lâm Mộng Đình tò mò nhìn Lý Dục Thần, rốt cuộc anh là ai vậy? Tôi tên là Lý Dục Thần, từ trên núi xuống. Anh từ trên núi xuống thật hả, cô vẫn không tin lắm. Thật, vậy anh nói cho tôi nghe xem là ngọn núi nào đi. Côn Luân, rời, còn núi tuyết nữa cơ, Lâm Mộng Đình càng không tin hơn nữa. Lý Dục Thần giải thích, Côn Luân rộng lớn như thế, quả thật có rất nhiều chỗ tuyết đọng quanh năm, nhưng đỉnh Thiên Đô của chúng tôi không có tuyết. Bởi vì trên đỉnh núi có kiếm trận vạn thiên, vì phóng thích kiếm khí quanh năm nên còn nóng hơn cả nắng. Thấy anh càng nói càng thái quá, Lâm Mộng Đình dứt khoát phớt lờ anh luôn. Một khi không có ai nói chuyện, bầu không khí trở nên kỳ lạ. Hai người yên lặng đi trên đường phố thành phố Hòa vào lúc khuya. Muộn thế này rồi mà cô chưa về, người nhà của cô không lo lắng à, Lý Dục Thần hỏi. Họ không biết hôm nay tôi về thành phố Hòa. Cô về mà không báo cho họ biết sao? Nếu báo cho họ biết, họ sẽ sai tài xế đến đón tôi, chẳng có chút tự do nào cả. Vậy nên cô muốn đi bộ về nhà là vì thời gian tự do này được kéo dài lâu hơn chứ gì? Lâm Mộng Đình cười gian xảo, bị anh nhìn thấu rồi. Thế có phải cô nên cho tôi phí bịt miệng không? Lý Dục Thần nói đùa. Không ngờ Lâm Mộng Đình lại đồng ý rất sảng khoái, vậy để tôi mời anh ăn khuya nhé, bên đó thì sao? Lý Dục Thần nhìn theo hướng cô chỉ, thấy ở phía trước bốc khói mù mịt, hóa ra đằng đó có rất nhiều quán ăn khuya, khói được tỏa ra từ hai quầy đồ nướng. Được thôi,
đúng lúc cũng đã lâu rồi anh chưa ăn lại đồ ăn khuya ở thành phố Hòa. Họ tìm một quán rồi ngồi vào bàn, gọi 10 xiên nướng và một vại bia. Lúc này, có hai người đàn ông mặc áo phông kẻ sọc ca rô ngồi vào bàn kế bên họ. Lý Dục Thần đã chú ý tới hai kẻ đó từ sớm, hai người này đã đi theo họ từ nãy giờ. Anh giả vờ như không nhìn thấy. Mùi vị của hàng quán ven đường làm cho Lý Dục Thần có cảm giác như đang quay trở lại thời thơ ấu. Hồi đó đường phố không được khang trang và sạch sẽ lắm nhưng lại nhộn nhịp hơn rất nhiều so với bây giờ, đâu đâu cũng thấy những hàng quán kiểu này. Anh và Mã Sơn, Đinh Hương thường xuyên ngồi bên vệ đường, nhìn những thực khách ấy từ xa. Họ không có tiền ăn, nhưng dù chỉ ngửi thôi cũng đã thỏa mãn lắm rồi. Lúc nào Mã Sơn cũng vừa ngửi vừa nói rằng, khi nào lớn rồi, anh sẽ kiếm thật nhiều tiền để được ăn đồ nướng mỗi ngày. Trẻ con ngây thơ như thế đấy, dù có bị xã hội làm ô nhiễm, biết rằng phải kiếm tiền, chúng cũng chỉ muốn được ăn đồ nướng thôi. Thấy Lý Dục Thần thẫn thờ xa xăm, Lâm Mộng Đình bắt đầu chơi điện thoại. Lý Dục Thần hoàn hồn lại, tò mò cúi lại gần nhìn. Lâm Mộng Đình úp điện thoại xuống bàn, sao anh lại nhìn lén tôi gửi WeChat thế hả? Đây là WeChat mà các cô nói đấy à? Anh không biết dùng điện thoại thông minh thật sao? Anh mờ mịt lắc đầu. Lâm Mộng Đình nghĩ ngợi một lúc rồi bảo, anh ở đây đợi tôi. Sau đó cô đứng dậy đi băng qua đường, vào một cửa hàng ở đối diện. Lý Dục Thần nhìn thấy hai người ở bàn kế bên cũng đứng lên, nhưng khi thấy anh ngồi yên tại chỗ, một trong hai cũng ngồi lại, còn người kia thì đi mất. Anh đoán, có lẽ hai người này đang nhắm vào Lâm Mộng Đình. Anh vờ như không thấy, cúi đầu uống bia. Một lát sau Lâm Mộng Đình quay lại, cô cầm một cái túi trong tay. Người đi theo cô cũng đã quay lại, anh ta ngồi xuống bàn kế bên, cả hai người cúi đầu nói gì đó với nhau. Cho anh này, Lâm Mộng Đình đưa túi qua cho Lý Dục Thần. Gì đây? Điện thoại đó. Lý Dục Thần nhận túi, lấy ra một chiếc hộp đựng điện thoại nhỏ xinh rồi mở ra, bên trong túi là một chiếc điện thoại màn hình lớn. Nghĩa là sao, anh hỏi. Tặng anh đấy, Lâm Mộng Đình trả lời. Lý Dục Thần lắc đầu, tôi không biết dùng, cũng vô dụng thôi. Không biết dùng thì để tôi dạy cho anh, sao có thể vô dụng được chứ? Nói xong, Lâm Mộng Đình lấy điện thoại mới ra rồi khởi động máy, bắt đầu dạy anh cách sử dụng điện thoại thông minh. Lý Dục Thần há hốc mồm, sao cái món đồ chơi này lại phức tạp thế? Trong hơn 10 năm qua, không phải anh chỉ sống trên núi không hỏi việc đời, thỉnh thoảng anh cũng sẽ xuống núi làm việc. Nhưng anh chưa bao giờ dùng điện thoại thông minh, không phải không có tiền mua mà là do không cần đến. Công dụng duy nhất của điện thoại đối với anh là liên lạc với các sư huynh đệ và các tông môn lớn khi làm việc. Lúc ở quán bar, anh nói Chu Húc làm hỏng điện thoại của anh sẽ không đền nổi không phải khoác lác, bởi vì trong chiếc điện thoại đó lưu số điện thoại của các trưởng môn tiên môn hoặc những người quan trọng. Giá trị của danh bạ này không phải tiền bạc thế gian có thể đo đếm được. Trong quá trình dạy, cuối cùng Lâm Mộng Đình cũng chịu tin Lý Dục Thần chưa từng tiếp xúc với điện thoại thông minh, thậm chí còn không biết rất nhiều thứ của xã hội hiện đại. Anh Xuyên không qua đấy à, Lâm Mộng Đình nói đùa. Xuyên không qua là sao, Lý Dục Thần hỏi. Cô bất đắc dĩ lắc đầu, vừa dạy anh cách sử dụng điện thoại thông minh, tiện thể nói cho anh biết một số kiến thức thường thức về xã hội hiện đại. Anh nắm được chức năng cơ bản của điện thoại rất nhanh, sau đó đăng ký tài khoản WeChat, kết bạn với Lâm Mộng Đình. Vấn đề nan giải tiếp theo đó là Lý Dục Thần không biết gõ chữ. Tuy hồi nhỏ đã từng học cách khép phần nhưng anh vẫn bó tay với bàn phím xa lạ. Cái này khó quá, còn khó hơn cả tu tiên nữa, Lý Dục Thần phàn nàn. Anh chỉ có thể dùng chức năng viết tay, gian nan gửi tin nhắn WeChat đầu tiên của mình cho Lâm Mộng Đình. Chào cô! Tại hạ là Lý Dục Thần, xin hãy chỉ giáo nhiều hơn ôm quyền. Lâm Mộng Đình nhìn thấy cách nói chuyện cổ xưa như thế, còn viết bằng chữ phồn thể, không nhịn được phì cười, trả lời tin nhắn. Không dám nhận ôm quyền. Cứ tưởng cuộc trò chuyện sẽ kết thúc, ai ngờ Lâm Mộng Đình lại gửi một tin nhắn. Cô có kẻ thù không? Lâm Mộng Đình ngây người, trả lời. Không có. Sau đó gửi một dấu. Cô không hiểu vì sao Lý Dục Thần lại hỏi như vậy, nhưng thấy anh vẽ vời trên điện thoại mất một lúc lâu, lại gửi một câu. Sau này đừng đi chơi đêm một mình, coi chừng đàn ông xa lạ. Lâm Mộng Đình càng khó hiểu hơn, cũng không trả lời tin nhắn, chỉ nhìn anh.
Lý Dục Thần vẫn còn đang vẽ trên điện thoại, gửi một câu. Cô quá xinh đẹp. Lâm Mộng Đình không ngờ anh lại tán tỉnh bằng cách này. Mặc dù chỉ là một câu nói rất bình thường, nhưng vì có sự cũ kỹ trước đó làm nền mới có hiệu quả bất ngờ. Nếu một người đàn ông khen cô kiểu này trước mặt cô sẽ không có bất cứ cảm giác gì, thậm chí có thể còn thấy phản cảm. Nhưng không hiểu sao bây giờ cô lại thấy vui vẻ, người đàn ông ở đối diện này trông có vẻ xa cách với xã hội, nhưng cũng không phải là một người vô vị. Là cô cả của nhà họ Lâm, phần lớn những khi đi ra ngoài, cô đều có tài xế riêng đưa đón, đôi khi còn có vệ sĩ theo bên cạnh. Có rất ít cơ hội được ngồi một mình với một người đàn ông trong quán ven đường ăn khuya, không bị người khác làm phiền như thế này. Lúc này Lâm Mộng Đình mới có cảm giác mình là một người chân thật và sống động. Chứ không phải cô cả sống trong nhà họ Lâm kia. Vậy anh có được tính là đàn ông xa lạ không? Lâm Mộng Đình trả lời. Đương nhiên không phải rồi, tôi là chồng chưa cưới của cô. Cút đi. Lâm Mộng Đình giả vờ tức giận đặt điện thoại xuống, nhưng trong lòng không hề giận chút nào. Nhưng hình như Lý Dục Thần lại tưởng là thật, anh trả lời câu được thôi rồi đứng dậy. Lâm Mộng Đình lập tức sững sờ nhìn bóng lưng bỏ đi của anh, không hiểu có chuyện gì. Không thích đùa đến thế cơ à? Rõ ràng anh là người nói đùa trước cơ mà. Nghĩ đi nghĩ lại, người ta từ trên núi xuống, chắc không chấp nhận được từ cút này thì phải. Hay, đúng là không nên nói như vậy. Lâm Mộng Đình hơi áy náy, rất muốn gọi anh lại, giải thích rằng, này, tôi nói đùa thôi. Nhưng lòng tự trọng của một cô cả khiến cô không thể mở lời được. Trong lòng trở nên trống trải như thể vừa mất đi thứ gì đó. Mắt đỏ lên, cô nói bụng, thôi quên đi, đi thì đi, ai cần anh đi cùng chứ. Lâm Mộng Đình cầm túi sách và điện thoại lên, đi dọc theo lề đường ngược hướng với Lý Dục Thần. Cô không để ý hai người đàn ông ở bàn kế bên nhìn nhau, cũng đứng dậy đi theo sau cô. Băng qua một con đường giao nhau, đằng trước là công viên. Bây giờ cũng đã muộn. Các bác gái nhảy ở quảng trường đã giải tán từ sớm, chỉ còn lác đác vài người trong công viên. Lâm Mộng Đình đi vào công viên, trong này có một con sông, ánh đèn bên bờ sông lờ mờ, hầu như không có một người nào qua lại. Lúc này có hai người đàn ông đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, chặn cô lại. Này người đẹp, muộn thế này rồi mà đi có một mình, chắc cô đơn lắm chứ gì, một tên trong số đó bị ổi nói. Các anh muốn làm gì? Lâm Mộng Đình hoảng sợ. Tất nhiên là làm cô rồi, ánh mắt của gã ta quan sát Lâm Mộng Đình từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở ngực cô. Đi ra, không thì tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Lâm Mộng Đình vừa nói xong câu này, chiếc túi trong tay cô đã bị một gã giật lấy. Gã ta lấy điện thoại trong túi ra, cầm quơ qua quơ lại. Báo đi, để tôi xem cô báo cảnh sát bằng cách nào, cô nên ôm tôi mới đúng hơn đó, ha ha ha. Lâm Mộng Đình sợ hãi, mau đưa túi sách cho tôi gọi người đấy. Được, trả cho cô này, gã ta đưa túi sách qua, quơ trước mặt cô. Một tên khác nhân cơ hội bịt miệng cô từ phía sau. Lâm Mộng Đình muốn hô hoán nhưng không kêu được, chỉ có thể phát ra tiếng hu hu. Tay của gã ta rất mạnh, cô không thể nào giãy ra được. Một người đàn ông khác ném chiếc túi sách xuống đất, cười dâm tà đi tới trước mặt cô em này. Hôm nay hãy cho hai anh em tụi anh được thoải mái đi, chỉ cần em phục vụ tụi anh sung sướng, tụi anh sẽ không làm em bị thương đâu. Nói rồi, gã ta cong bàn tay thành hình móng vuốt, vừa định nhào qua. Trong lòng Lâm Mộng Đình tràn đầy tuyệt vọng. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên từ phía sau lưng cô. Thả cô ấy ra. Lâm Mộng Đình mừng rỡ, cô nhận ra là giọng của Lý Dục Thần. Hai tên côn đồ giật nảy mình. Nhóc con. Bớt lo chuyện bao đồng lại đi. Một tên trong số đó lấy ra một con dao gấp, lưỡi dao lóe lên ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh đèn lờ mờ. Gã ta đã nhận ra người đến chính là người ăn khuya cùng cô gái này lúc nãy. Tao nói một lần cuối, thả cô ấy ra, Lý Dục Thần lặp lại. Thả cô ta, tên côn đồ cười nham hiểm, mày phá hỏng chuyện tốt của tao, hôm nay tao sẽ dạy cho mày một bài học. Con dao nhỏ xoay vòng vòng tạo thành bóng lưỡi dao lờ mờ trên tay gã ta. Nhưng bỗng nhiên trước mắt gã bị mờ đi, không biết bằng cách nào mà con dao gã cầm đã rơi vào tay Lý Dục Thần. Còn anh thì đã đứng trước mặt gã ta, một tay lướt nhẹ qua ngực gã. Gã côn đồ lập tức bay ra ngoài rồi đâm sầm vào thân cây. Gã ta trượt từ trên cây xuống, chân vừa mới chạm đất,
còn chưa đứng vững thì nghe thấy một tiếng phụt, con dao kia đã cắm vào thân cây sát bên cổ gã. Chuôi dao vẫn còn rung rinh phát ra tiếng vù vù. Cổ có thể cảm nhận được khí lạnh từ lưỡi dao. Gã sợ tới mức đứng yên không dám nhúc nhích. Tên côn đồ còn lại thả Lâm Mộng Đình ra, hùng hổ giơ nắm đấm xông tới. Lý Dục Thần dùng chiêu tay gảy đàn tỳ bà của Thái Cực Quyền vừa mới học hôm nay đánh gã ta văng ra xa. Hai tên côn đồ thấy tình hình không ổn, bỏ lại dao, vắt giò lên bỏ chạy, chật vật trốn vào trong bụi cây công trình rậm rạp, không còn bóng dáng đâu. Lâm Mộng Đình ôm cần cổ đau nhức do bị bóp chặt, ho khan vài tiếng. Lý Dục Thần nhặt túi sách và điện thoại từ dưới đất lên đưa cho cô, hỏi cô có sao không? Lâm Mộng Đình lắc đầu, tôi không sao, cảm ơn nhé. Lúc nói cảm ơn, ánh mắt cô hơi phức tạp. Sao anh lại quay lại thế? Anh cười đáp, tôi đâu có đi. Vậy ban nãy anh, tôi chỉ tránh mặt một lát thôi. Đã bảo cô đi đêm cẩn thận rồi, nhất là với đàn ông xa lạ, cô còn đi một mình trên con đường nhỏ vắng vẻ thế này nữa. Lâm Mộng Đình thắc mắc, anh cứ như biết trước có người muốn. Lý Dục Thần trả lời, hai người này đã bám theo cô từ đầu rồi, lúc ăn đồ nướng, họ ngồi bàn bên cạnh chúng ta. Lâm Mộng Đình nhớ lại, hình như cũng có hai người này. Thế sao anh không nói trước? Bắt trộm phải bắt tại trận, anh giải thích, với lại không cho cô chịu chút đau khổ, làm sao cô nhớ tôi được? Cái tên khốn nạn này, Lâm Mộng Đình nổi giận. Lý Dục Thần tỏ vẻ vô tội, tôi vừa mới cứu cô đấy, sao lại khốn nạn được? Cô khó hầu hạ quá đi. Ai cần anh hầu hạ chứ? Lâm Mộng Đình trợn mắt. Hầy, anh thở dài, chưa cưới đã hung dữ thế rồi, nếu mà lấy nhau, tôi không chịu nổi đâu. Cút đi. Lâm Mộng Đình thấy anh càng nói càng quá đáng, quyết định mặc kệ anh luôn, thở phì phò bỏ đi trước. Vừa đi được vài bước, nhìn con đường tối tăm này, nhớ lại chuyện vừa rồi, cô không khỏi còn sợ hãi. Đằng sau không có tiếng động nào. Đừng nói mình vừa bảo cút, cái tên này lại bỏ đi thẳng luôn nhé. Cô vội vàng xoay người lại để xem Lý Dục Thần có còn ở đó hay không, bất chợt phát hiện anh đang đứng sau lưng mình. Cô vừa quay lại, hai người đã đối mặt với nhau, khoảng cách gần đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của nhau. Á, Lâm Mộng Đình giật nảy mình, lùi lại hai bước, sao anh lại như thế chứ? Tôi sao nào, Lý Dục Thần tỏ ra vô tội. Anh đi gần thế làm gì? Ngôn Tình Sắc. Không thích tôi đi theo cô à? Vậy tôi đi đây. Anh quay lưng định đi. Này, đợi đã, Lâm Mộng Đình gọi lại. Sao nữa, anh quay đầu lại hỏi. Anh đi thật hả? Vậy rốt cuộc cô muốn tôi đi hay muốn tôi đi theo cô? Tôi, Lâm Mộng Đình cắn môi, vẻ mặt tủi thân. Lý Dục Thần lắc đầu, cười bảo, được rồi, đi thôi, tôi đưa cô về nhà. Lâm Mộng Đình khẽ ừ một tiếng, ngoan ngoãn đi theo sau lưng Lý Dục Thần. Đèn đường lờ mờ, đường quanh co tối tăm, lũ côn trùng nấp trong bụi cỏ kêu to từng đợt. Lần đầu tiên Lâm Mộng Đình cảm thấy ban đêm vào mùa hè thật đẹp làm sao. Còn người đàn ông bên cạnh cho cô cảm giác cực kỳ an toàn, nỗi sợ khi nãy đã biến mất dạng, cùng với tiếng kêu âm ỉ của côn trùng vào mùa hè, bước chân của cô cũng trở nên nhẹ nhàng. Chỉ mất một lúc hai người đã ra khỏi công viên, Lý Dục Thần đột nhiên hỏi, cô có thể dạy cho tôi cách dùng đệ đệ được không? Gì cơ, Lâm Mộng Đình sửng sốt, tưởng mình nghe nhầm. Lúc nãy tôi có thử, Lý Dục Thần ngượng ngùng sờ đầu, lần đầu tiên nên không biết dùng. Lúc nãy anh, thử rồi, ừ, cô chỉ vào Lý Dục Thần, anh. Lý Dục Thần không biết tại sao biểu cảm của Lâm Mộng Đình lại trở nên quái lạ như vậy, bèn nói, hay là cô giúp tôi làm đi. Cút, lần này Lâm Mộng Đình tức giận thật, cô quyết định không để ý đến cái tên này nữa. Lý Dục Thần đứng đằng sau la lên, ê, không đặt xe thì sao tôi đưa cô về được, chẳng lẽ phải đi bộ về thật hả? Lâm Mộng Đình dừng chân. Quay phát người lại, anh nói gì cơ, đặt xe. Đúng rồi, đệ đặt xe, cái cô nói ấy, Lý Dục Thần quơ chiếc điện thoại trong tay. Lâm Mộng Đình im lặng đứng một lúc, cuối cùng không nhịn cười được nữa, cô phụt một tiếng, lấy tay che miệng, sau đó thả tay ra cười ầm lên một cách thật thoải mái. Có lẽ đây là lần mà cô cười sảng khoái nhất kể từ lúc chào đời cho đến nay. Dưới sự hướng dẫn tận tình của Lâm Mộng Đình, cuối cùng Lý Dục Thần cũng học được cách dùng đệ để đặt xe. Anh đưa Lâm Mộng Đình về đến khu biệt thự nơi nhà họ Lâm đang sống. Mặc dù đã là ban đêm,
anh vẫn có thể nhìn thấy lớp mây đen mỏng như cánh ve bao trùm trên vùng trời khu biệt thự, dù có gió to bão bùng, nó vẫn không hề tiêu tan. Lúc tạm biệt, anh nhắc nhở Lâm Mộng Đình, dạo này ít ở nhà thôi, ra ngoài nhiều nhiều lên. Lâm Mộng Đình không biết vì sao anh lại nói như vậy, cô chỉ gật đầu. Cô vốn không thích cuộc sống của một đứa con gái ngoan ngoãn hiền thục nết na ở nơi này, cô thà ở trường còn hơn. Lý Dục Thần đưa mắt nhìn theo Lâm Mộng Đình vào nhà, sau đó đi về lại theo con đường lúc đến đây. Anh quay lại nơi Lâm Mộng Đình gặp chuyện, rút con dao trên thân cây ra rồi đi sâu vào trong bụi cây công trình mà lũ côn đồ chạy trốn. Hai tên côn đồ đang nằm trong bụi cỏ, hôn mê bất tỉnh. Lúc nãy khi đánh bay họ, Lý Dục Thần đã dùng phương pháp độc môn phất huyệt thủ, đồng thời khiến họ đi một lúc mới bị tê liệt bằng cách kiểm soát lực. Anh vỗ nhẹ hai lần vào người họ, giải huyệt thân trên cho họ. Hai tên côn đồ sợ sệt nhìn Lý Dục Thần cầm dao đưa qua đưa lại trên mặt họ, chậm chậm rời xuống đến ngực, bụng rồi tới đúng quần. Nói đi, ai sai bọn mày tới, Lý Dục Thần hỏi. Không, không có ai cả. Không có ai thật sao? Anh giơ tay lên chém xuống, hai tiếng xoẹt xoẹt vang lên, để lại hai lỗ rách to đùng trên quần của họ. Ồ, một nhát mà chưa trúng à, trông anh có vẻ rất thất vọng, một lần nữa. Nói đoạn, anh giơ con dao lên định đâm. Dưới đất đã có một vũng nước màu vàng, kèm theo đó là mùi khai khó ngửi của nước tiểu. Anh Thái, là anh Thái bảo chúng tôi tới, chuyện này không liên quan đến chúng tôi, anh tha cho chúng tôi đi mà, tên côn đồ trả lời không đầu không đuôi. Anh Thái là ai? Tại sao anh ta lại sai bọn mày bám theo người khác? Anh Thái tên là Thái Vĩ Dân, anh ấy bảo chúng tôi đi theo cô gái đó, tìm cơ hội bắt cóc tống tiền. Còn lại thì chúng tôi không biết gì hết. Bọn mày bám theo từ lúc nào? Từ lúc cô ta ra khỏi quán Ba Lam Kiều. Lý Dục Thần cau mày. Anh Thái đang ở đâu? Anh ấy có mấy câu lạc bộ đêm, có điều dạo này anh ấy thường ở trường đấu chó. Nếu chúng tôi bắt cóc tống tiền thành công thì cũng sẽ đến chỗ đó. Trường đấu chó. Là đấu trường chuyên chọi chó. Ở đâu? Ở phía nam thành phố, nhà xưởng bỏ hoang bên cạnh cầu vượt ra khỏi thành phố ấy. Lý Dục Thần tiếp tục hỏi thêm vài câu, đến khi không hỏi được gì quan trọng nữa thì điểm huyệt câm của hai người. Huyệt vị ở thân dưới chưa được giải, cộng thêm bị điểm huyệt câm, không thể kêu cứu, ở trong bụi cây rập rạp này có thể được người khác phát hiện ra hay không, việc này phải dựa vào vận may của họ. Cho dù được cứu, nếu không được giải huyệt, họ sẽ không bao giờ đứng lên được, cũng sẽ không bao giờ mở miệng nói chuyện được. Mà Lý Dục Thần tự tin rằng ở nơi trần thế này, số người có thể giải được phất huyệt thủ của anh cũng không nhiều. Lâm Mộng Đình về đến biệt thự thì đã khuya, không ngờ trong nhà vẫn còn người chưa ngủ. Bố cô đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, trông nét mặt nghiêm túc, còn mẹ cô ngồi bên cạnh với vẻ mặt lo lắng. Em trai Lâm Vân cầm điện thoại chơi game. Ngay cả quản gia Lạc cũng đang ở đây. Lâm Mộng Đình cảm thấy bầu không khí hơi khác thường, bèn hỏi, bố mẹ, có chuyện gì vậy? Mộng Đình, Nghiêm Tuệ Mẫn hơi bất ngờ, sao con lại về nhà thế, chẳng phải con nói ở trường có hoạt động, cuối tuần này không về sao? Đam Mỹ Hài. À, tạm thời hoạt động bị hủy rồi ạ, cô trả lời. Vậy sao con không báo với gia đình một tiếng, để tài xế đi đón con, Nghiêm Tuệ Mẫn quở trách, một mình con nguy hiểm cỡ nào chứ? Con lớn thế này rồi, có gì nguy hiểm đâu. Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng Lâm Mộng Đình rất chột dạ. Nhớ lại chuyện vừa trải qua trên đường, cô vẫn còn hơi sợ, sau đó trong đầu chỉ toàn những lời nói và dáng vẻ của Lý Dục Thần, chúng cứ quanh quẩn không hất đi được. Có nguy hiểm hay không thì con cũng không được như thế, Lâm Thu Thanh nghiêm khắc nói, con là con gái của nhà họ Lâm, đi ra ngoài sẽ đại diện cho nhà họ Lâm. Con nghĩ bố muốn cho tài xế và vệ sĩ đi theo con lắm hả? Ở ngoài kia có không biết bao nhiêu con mắt đang nhìn chằm chằm vào chúng ta kia kìa. Con đi chơi về muộn thế này là đi đâu? Con đi chơi với bạn học thôi. Bạn nào? Trương Khiết, bố mẹ cũng biết cô ấy mà, còn có Trương Nhất Bình nữa. Trương Nhất Bình, có phải là con trai của Chủ tịch Vĩnh Thanh Trương Căn Mậu không? Nghe cô đi chơi với Trương Khiết, Nghiêm Tuệ Mẫn mới yên tâm, được rồi, con bé cũng đâu có qua lại với những kẻ không ra gì, ông đừng hỏi cặn kẽ thế, cho con gái mình chút tự do đi. Lâm Thu Thanh khịt mũi, con trai của Trương Căn Mậu muốn làm gì, tôi không biết chắc. Muốn trèo lên cành cao là con gái tôi, nhà họ Trương cậu ta vẫn chưa xứng đâu,
Nghiêm Tuệ Mẫn nguyết mắt nhìn chồng mình, dù sao nhà họ Trương cũng là một gia đình giàu có ở thành phố Hòa, tập đoàn Vĩnh Thanh cũng có hợp tác với chúng ta. Theo tôi ấy, tôi thà gả Mộng Đình cho con trai của Trương Căn Mậu cũng không muốn gả con bé cho cái thằng nhóc nhà quê đó đâu. Lâm Mộng Đình nghe thì thấy hơi sai sai, mẹ, hai người đang nói gì vậy, nhà quê gì cơ, gả hay không gả gì thế ạ? Lâm Vân đang chơi điện thoại bên cạnh lên tiếng, chị à, chỉ có một anh chồng chưa cưới đó, chị không biết sao. Gì cơ, vừa nghe ba chữ chồng chưa cưới, không hiểu sao tên của Lý Dục Thần lại xuất hiện đầu tiên trong đầu Lâm Mộng Đình. Lâm Vân giải thích, chỉ có một anh chồng chưa cưới, là ông nội đính ước cho chị từ bé, hôm nay người ta cầm giấy đính ước đến nhà. Lâm Mộng Đình trợn to mắt, không thể nào. Lâm Vân, em nói linh tinh cái gì đấy? Xì, không tin thì em hỏi mẹ đi, mẹ đuổi người ta đi, sau đó bị ông nội biết được, ông nội rất không vui, tập trung người trong nhà chúng ta lại với nhau, ngay cả mấy người bên nhà bác cả cũng đến. Ông nội nói nếu không tìm được anh ta về sẽ đuổi mẹ ra khỏi nhà, trở về thành phố Mai. Mẹ, chuyện này có phải là thật không? Rốt cuộc là có chuyện gì thế? Lâm Mộng Đình lớn tiếng chất vấn. Nghiêm Tuệ Mẫn nhìn chồng, thở dài nói, Mộng Đình, không phải mẹ cố ý lừa con, mẹ vốn cho rằng năm đó ông nội con uống say nên nhất thời hồ đồ mới quyết định hôn ước với người ta. Đã nhiều năm trôi qua ông nội cũng chưa từng nhắc lại, ai ngờ hôm nay người đó lại đến đây. Đó là ai? Lâm Mộng Đình hỏi. Nghe nói là một đạo sĩ, Lâm Vân cướp lời, trên mặt mang theo nụ cười xấu xa, chị, gả cho một đạo sĩ cũng tốt lắm. Sau này xin giúp em mấy viên thuốc để em trẻ mãi không già nhé. Lâm Mộng Đình hung dữ chừng cậu ta, em im miệng cho chị. Lâm Vân thè lưỡi, không nói gì nữa. Lâm Thu Thanh hỏi, Tuệ Mẫn, bà đã điều tra ra thế bối cảnh của người này chưa? Bố sẽ không vô duyên vô cớ đính hôn với người khác đâu. Nghiêm Tuệ Mẫn đáp, đương nhiên tôi phải điều tra rồi, từ 18 năm trước, sau khi bố nhắc đến chuyện này tôi đã đi điều tra. Người đó không bố không mẹ. Sống cùng với ông nội, hai ông cháu dựa vào việc nhặt rác sống qua ngày. Sau đó ông lão mất, thằng nhóc này cũng đi đâu mất. Tôi còn cho rằng cậu ta đã chết, ai ngờ mười mấy năm trôi qua cậu ta lại quay về. Không thể nào, chỉ là một tên nhặt rác thôi à, Lâm Vân cảm thấy thất vọng, con còn tưởng anh ta là người thừa kế của môn phái bí mật gì nữa. Vậy mười mấy năm qua cậu ta đi đâu, Lâm Thu Thanh hỏi. Nghiêm Tuệ Mẫn lắc đầu, việc này tôi cũng không biết được. Nhưng nhìn dáng vẻ cậu ta đến đây hôm nay, ăn mặc rách rưới, tóc búi cao rất giống đạo sĩ, có lẽ cũng sống chẳng ra gì. Cậu ta nghĩ Mộng Đình nhà ta trưởng thành rồi nên muốn dựa vào việc làm con rể của nhà họ Lâm để chờ mình đấy. Con không gả, dù anh ta làm nghề gì con cũng sẽ không gả, Lâm Mộng Đình lớn tiếng nói, bây giờ đã là thời đại nào rồi còn đính hôn từ trong bụng mẹ, phong kiến. Chị đi nói câu này với ông nội ấy. Được. Chị đi tìm ông nội. Lâm Mộng Đình vừa nói muốn đi. Đứng lại, Lâm Thu Thanh nghiêm giọng quát to, ông nội của con đã 80 mấy tuổi rồi, gần đây không được khỏe, con không được khiến ông không vui. Chuyện này không còn gì để nói nữa, không tìm được người thì thôi, nếu tìm được người thì bố sẽ lập tức tổ chức tiệc đính hôn cho hai đứa. Bố, Lâm Mộng Đình còn muốn nói thêm gì đó. Nhưng Lâm Thu Thanh lại ra lệnh, được rồi, con về phòng nghỉ ngơi đi, quản gia Lạc. Đi sắp xếp cho cô cả, gần đây ngoài việc đến trường thì không cho con bé đi đâu nữa. Lâm Mộng Đình không thể làm gì, chỉ có thể dậm chân một cái, thở hổn hển đi về phòng. Về đến phòng, cô nằm lăn qua lộn lại trên giường không ngủ được. Sinh ra trong nhà giàu, vẻ ngoài xinh đẹp, còn học giỏi, ở nhà là hòn ngọc quý, ở bên ngoài được người người theo đuổi, dù đi đến đâu cô cũng là trung tâm của thế giới, đối tượng được mọi người chú ý. Nhưng cô lại không có quyền tự do yêu đương. Một người trước giờ chưa từng gặp mặt đột nhiên mang theo giấy đính hôn đến tận nhà, chỉ nghĩ thôi cũng biết người này chẳng ra làm sao cả. Mà ông nội lại muốn cô cưới một người như thế. Lâm Mộng Đình càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng muốn khóc. Cô lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua danh bạ, muốn tìm người dốc bầu tâm sự. Nhưng cô phát hiện mình không hề có một người bạn tri kỷ chân chính nào có thể để cô nói ra những chuyện này. Nếu cô không phải cô cả nhà họ Lâm, không biết trong danh bạ này còn có mấy ai xem cô là bạn bè đây. Cuối cùng, ánh mắt cô dừng lại trên cái tên Lý Dục Thần kia. Cô chần chừ gửi một tin nhắn. Đã ngủ chưa? Lý Dục Thần trả lời. Ngủ rồi. Lâm Mộng Đình cảm thấy mất mát,
đang định đặt điện thoại xuống thì lại nhận được một tin nhắn. Bây giờ thì dậy rồi. Cô cười khẽ rồi trả lời. Xin lỗi vì đã đánh thức anh. Không sao. Lâm Mộng Đình suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng gõ một đoạn tin nhắn. Nếu có người ép anh phải cưới một người đàn ông mà anh chưa từng gặp thì anh sẽ làm thế nào? Một lúc lâu sau đó mới nhận được tin nhắn trả lời của Lý Dục Thần. Tôi là đàn ông, không ai ép tôi phải cưới đàn ông cả. Lâm Mộng Đình không nhịn được phì cười. Nhớ tới tốc độ gõ chữ của Lý Dục Thần, anh có thể trả lời một câu dài như thế cũng rất hiếm thấy. Người nhà tôi muốn gả tôi cho một người chưa từng gặp mặt, anh nói xem tôi phải làm sao. Lâm Mộng Đình vốn chỉ muốn oán trách, cũng không mong chờ Lý Dục Thần có thể đưa ra ý kiến hữu dụng gì. Không ngờ Lý Dục Thần lại trả lời rất nhanh. Cứ gả thôi. Lâm Mộng Đình nổi giận. Sao anh lại như thế chứ, giận dữ tôi chưa từng gặp người đó, lỡ như người đó vừa già vừa xấu vừa tệ thì sao? Lý Dục Thần trả lời, để tôi xem cho cô. Lâm Mộng Đình tò mò nói, anh biết xem bói à? Cô lại chờ đợi một lúc lâu Lý Dục Thần mới gửi tin nhắn trả lời. Chồng sắp cưới của cô anh Tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, tài trí hơn người, có thể nói là rồng phượng trong nhân gian, thần tiên trên đời. Lâm Mộng Đình nằm trên giường không nhịn được nữa mà bật cười thật to. Cảm giác không vui khi nãy cũng biến mất. Trong phòng khách dưới lầu, mấy đứa nhỏ đều đã đi, Lâm Thu Thanh mới day chán nói, Tuệ Mẫn, chuyện này bà bỏ chút công sức, cố hết sức tìm thấy cậu ta. Gần đây chuyện kinh doanh không được thuận lợi cho lắm, sáng mai còn có một buổi họp, tôi đi nghỉ ngơi trước đây. Nghiêm Tuệ Mẫn gật đầu, trong phòng khách chỉ còn lại bà ta và quản gia Lạc Minh Sa. Chuyện đã giải quyết xong chưa? Đã xong rồi à? Quản gia Lạc vẫn chưa biết người mình phái đi đã xảy ra chuyện, còn tưởng rằng bọn họ đã giết Lý Dục Thần, sau đó dựa theo lời dặn trước đó rời khỏi thành phố Hòa. 2 triệu kia đương nhiên rơi vào túi của ông ta. Ông chắc chắn tên kia đã nhận tiền rồi, sẽ không trở về thành phố Hòa nữa chứ, bà Lâm vẫn còn hơi lo lắng. Cứ yên tâm, cậu ta sẽ không xuất hiện nữa đâu, quản gia Lạc nói một cách rất tự tin. Nhưng mà bà chủ, không cần phải lo, ông cụ không thể thật sự đuổi tôi về thành phố mai được, bà Lâm cũng cực kỳ tự tin, ngày mai phái tất cả mọi người ra ngoài tìm kiếm, phải làm to chuyện lên để ông cụ biết chúng ta đã cố gắng hết sức rồi. Lý Dục Thần mới đến thành phố Hòa nên không có chỗ ở, buổi tối anh ở lại nhà của Mã Sơn. Nói là nhà nhưng thật ra chỉ là một căn phòng dưới tầng hầm rộng 10 mấy mét vuông, vừa ẩm ướt vừa oi bức, trong phòng bao phủ bởi một mùi ẩm mốc. Anh Sơn, không phải công việc của anh ở quán bar cũng phát triển lắm à? Sao không ở nơi thoải mái một chút, Lý Dục Thần hỏi. Mã Sơn đáp, ăn cơm cho qua bữa, ngủ trên một cái giường, sống chỗ thoải mái làm gì chứ? Đúng là công việc ở quán bar của anh khá phát triển, mấy năm qua chị Na cũng tốt với anh. Nhưng anh không biết giữ tiền, bạn bè xấu nhiều, chỉ mấy bữa cơm đã tiêu hết tiền lương rồi. Lý Dục Thần biết Mã Sơn dễ sống. Cũng cảm thấy đàn ông sống thế này cũng không có vấn đề gì, nhưng anh thấy thương cho Đinh Hương. Đinh Hương ở bên cạnh Mã Sơn, căn phòng đó chỉ có thêm một cái cửa sổ thông gió, khô ráo hơn một chút, với cả Đinh Hương chăm chỉ dọn dẹp sạch sẽ nên trong phòng mới có mùi thơm. Lý Dục Thần cũng mới biết được bố mẹ của Đinh Hương đều đã qua đời. Khi còn bé đều ở cùng một cái sân, ba mẹ Đinh Hương rất quan tâm họ, coi anh và Mã Sơn như con mình vậy. Không ngờ chỉ trong chớp mắt mà ba người đều trở thành trẻ mồ côi. Đinh Hương có tiền học đại học không? Lý Dục Thần hỏi. Mã Sơn đáp, anh đã để dành được 10.000, bình thường Đinh Hương đi làm cũng kiếm được chút ít, có lẽ là đủ. Không phải anh vừa nói không tiết kiệm tiền được à? Đây chẳng phải là vì Đinh Hương sao, anh vốn định để dành 50.000, như thế em ấy sẽ có thể yên tâm đi học mà không cần làm việc. Hay, đều do anh không kiểm soát được tay mình. Anh nên chặt mẹ tay từ lâu cho rồi. Mã Sơn căm giận mắng bản thân mình. Lý Dục Thần ngẫm nghĩ rồi hỏi, muốn mua một căn nhà ở gần đây mất bao nhiêu tiền? Cái này phải xem rộng bao nhiêu, hơn 10.000 một mét vuông, em tự tính đi. Mã Sơn đáp, sao vậy, em muốn mua nhà à? Lý Dục Thần nói, phải, em muốn mua một căn nhà để ba người chúng ta ở cùng nhau, sau này không xa nhau nữa. Mã Sơn lập tức ngồi dậy từ trên giường, em có tiền không? Lý Dục Thần lắc đầu, không có. Mã Sơn cười nói, không có thì em nói cái khỉ gì?
Ba chúng ta ở cùng nhau, dù hai chúng ta ở chung một phòng, Đinh Hương dù sao cũng phải có phòng riêng, có nghĩa là nhà hai phòng thì ít nhất cũng phải 700-800 nghìn. Nếu ba phòng thì hơn 1 triệu, em nghĩ dễ mua thế à? Lý Dục Thần bèn hỏi, cách gì có thể kiếm được tiền nhanh nhất? Mã Sơn ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp, nếu không vi phạm pháp luật thì là cược đá, đánh quyền anh ngầm. Anh ta đột nhiên nhìn Lý Dục Thần, hai mắt sáng lên, đúng rồi, võ công của em lợi hại như thế, đánh quyền chắc chắn có thể thắng. Đánh quyền có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Anh chỉ biết mấy sàn đấu nhỏ, thắng một trận kiếm được khoảng mấy chục, nghe nói có sàn đấu lớn mỗi trận có thể thắng 100 nghìn, mấy trăm nghìn. Lý Dục Thần lắc đầu, một trận chỉ kiếm được mấy chục nghìn, ra mặt đánh nhau mấy cái chẳng có ý nghĩa gì cả. Cược đá là gì? Cược đá là cược trong hòn đá có ngọc không? Đá chưa cắt ra không ai biết bên trong đó là cái gì, sau khi cắt nếu bên trong có ngọc thì sẽ phát tài. Mở ra được đá có chất tốt thì mỗi hòn đá kiếm được mấy triệu hoặc mấy chục triệu cũng có, Mã Sơn giải thích. Lý Dục Thần cảm thấy cái này được, bèn nói, vậy chúng ta đi cược đá đi. Mã Sơn nói, cược đá phải có vốn, chúng ta lấy đâu ra vốn? Lý Dục Thần đáp, không phải anh có 10 nghìn sao? Đó là tiền cho Đinh Hương học đại học, Mã Sơn hét lên, nhóc con, em đừng có suy nghĩ xấu xa đó. Anh yên tâm, em từng học về đá quý với sư phụ trên núi, em thấy có lợi mới hành động, chắc chắn sẽ không khiến anh lỗ đâu. Mã Sơn hơi do dự, anh ta suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng vẫn chọn tin tưởng anh em, được, anh tin em một lần, cùng lắm sau này mỗi ngày ông đây sẽ ăn cơm với dưa muối tiết kiệm tiền cho Đinh Hương. Ngày mai anh lập tức đi dò la về chỗ cược đá. Lý Dục Thần gật đầu, sau đó đột nhiên hỏi tiếp, chọi chó thì sao? Mã Sơn thoáng sửng sốt rồi nói, chọi chó đương nhiên cũng có thể nhanh chóng kiếm được tiền, đó là cá cược mà. Nhưng mấy chỗ chọi chó xấu xa lắm, nếu không quen biết mà đến đó chỉ có thể bị làm thịt thôi. Em hỏi cái này làm gì? Lý Dục Thần đáp, bên cạnh cầu vượt ở ngoại thành phía nam thành phố có một cái xưởng bỏ hoang, nghe nói là chỗ chọi chó, anh quen biết nhiều người, đi tìm người nghe ngóng thử. Mã Sơn không biết Lý Dục Thần lấy đâu ra tin tức, cũng không hỏi nhiều mà nói, được, anh sẽ đi nghe ngóng. Hai người lại trò chuyện chi tiết hơn, Mã Sơn sống trong xã hội đã lâu, cũng có hiểu biết ít nhiều về những hoạt động này, qua giới thiệu của Mã Sơn, Lý Dục Thần dần dần hiểu rõ hơn. Sáng ngày hôm sau, Đinh Hương đi sang gọi hai người dậy. Ăn bữa sáng xong Mã Sơn bèn đi luôn, nói là đi dò la tin tức, ngoài ra anh ta còn muốn đến quán ba một chuyến. Dẫu sao ngày hôm qua xảy ra chuyện lớn như thế, còn có người bị thương, dù chắc chắn chú Minh sẽ giải quyết những chuyện này, nhưng Mã Sơn cảm thấy vẫn cần cho Châu Na một lời giải thích rõ ràng. Đinh Hương bèn kéo Lý Dục Thần đi đến quán cơm cô ấy làm việc. Anh Dục Thần, em đã xin ông chủ cho anh đến quán chạy việc rồi. Lý Dục Thần ngây người, đến bây giờ con nhóc này vẫn muốn tìm việc cho anh. Anh yên tâm, ông chủ của chúng ta rất tốt tính, không hung dữ đâu. Dù sao em cũng sắp lên đại học rồi, trong tiệm cũng thiếu người, Đinh Hương nói không ngừng. Lý Dục Thần thấy Đinh Hương có lòng tốt nên không đành lòng từ chối. Anh nghĩ lại thì thấy dù sao bây giờ cũng không có việc làm, coi như có một chỗ dừng chân vậy. Đợi Mã Sơn tìm thấy nơi cược đá, kiếm được ít tiền thì lại nghĩ đến bước tiếp theo. Ông chủ quán cơm họ Vương, khá béo, luôn tươi cười, trông rất giống Phật Di Lặc. Đinh Hương nói đúng. Ông chủ Vương rất tốt tính, hiền hòa dễ gần rất giống với vẻ ngoài của ông ấy. Bà chủ họ Mai, mọi người đều gọi bà ta là chị Mai, dù lớn tuổi nhưng còn rất xinh đẹp, dáng vẻ thướt tha, trong những người bình thường chắc chắn có thể nói là xinh đẹp. Khác với ông chủ Vương, chị Mai tính tình đanh đá, to gan, buông thả, thỉnh thoảng còn liếc mắt đưa tình với khách hàng. Nhưng lòng dạ bà ta cũng rất lương thiện, ngoài hung dữ với ông chủ Vương thì đối xử rất tốt với những người khác trong tiệm. Bình thường ông chủ Vương đều làm việc sau bếp, bà chủ ngồi trước quầy, lúc không bận việc gì, bà chủ sẽ ra ngoài làm móng hoặc làm tóc, còn ông chủ Vương ra ngoài ngồi trước quầy. Lý Dục Thần đi làm ngày đầu tiên nên đi theo Đinh Hương học tập, dọn dẹp bàn ăn, cũng không làm việc gì khác, có thể xem là nhàn nhã. Đến buổi chiều bà chủ lại ra ngoài làm tóc, cố ý gọi Lý Dục Thần, tiểu Lý à, có muốn đi làm tóc với chị Mai không? Sư phụ Tony mà chị quen lợi hại lắm. Chị sẽ bảo anh ta giúp cậu trở nên đẹp trai hơn. Nói xong bà ta còn cố ý véo mặt Lý Dục Thần một cái.
Lý Dục Thần sờn tóc gáy, không đâu bà chủ, tôi vừa đến đây, còn rất nhiều chuyện không biết làm nên muốn ở lại quán học tập. Được, vậy cậu học tập chăm chỉ nhé. Bà chủ lắc eo rời đi. Lý Dục Thần cứ có cảm giác eo của bà ta sẽ bị gãy mấy. Cứ thế, anh bắt đầu ngày đầu tiên của cuộc sống nhân viên phục vụ. Hôm nay, tin tức nhà họ Lâm đang tìm một đạo sĩ họ Lý nhanh chóng lan truyền trong giới nhà giàu ở thành phố Hòa. Tại Thiên Tinh Quan trên núi Vọng Giang ở phía nam thành phố, quan chủ Trương Đạo Viễn đang luyện tập hít thở trong viện. Một đạo sĩ nhỏ đột nhiên vội vã chạy đến. Sư phụ, sư phụ. Trương Đạo Viễn dừng luyện công, hỏi với giọng điệu trách mắng, có chuyện gì mà hốt hoảng thế? Sư phụ, bên ngoài đang đồn đãi rằng nhà họ Lâm đang tìm một đạo sĩ họ Lý ở khắp nơi. Có liên quan gì đến chúng ta à? Theo lý thuyết, đạo sĩ đến thành phố Hòa đều sẽ đến ở lại Thiên Tinh Quan của chúng ta, có chuyện gì cũng sẽ chào hỏi với sư phụ trước. Sao thành phố Hòa đột nhiên xuất hiện một đạo sĩ họ Lý? Khi nãy người của nhà họ Phùng, nhà họ Cha và nhà họ Triệu cũng gọi điện thoại đến, hỏi sư phụ có biết lai lịch vị đạo trưởng Lý này không? Người còn chưa xuất hiện, chỉ có một cái tên đã khiến ba gia tộc lớn của thành phố Hòa chú ý tới, Trương Đạo Viễn lắc đầu. Đạo sĩ nhỏ nói vậy nghĩa là đạo trưởng Lý này rất lợi hại sao? Trương Đạo Viễn cười nói, đạo trưởng Lý này lợi hại chỗ nào, rõ ràng là nhà họ Lâm lợi hại. Vậy còn phải trả lời mấy nhà kia không? Đạo sĩ nhỏ lại hỏi. Trương Đạo Viễn ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, đợi thầy xem đã. Ông ta bấm nốt tay tính toán, sau đó cau mày, luôn miệng nói, kỳ lạ, kỳ lạ. Sư phụ, sao thế ạ? Đạo sĩ nhỏ tò mò hỏi. Trương Đạo Viễn lắc đầu, không tính ra được lai lịch của đạo trưởng Lý này, nhưng cũng không có gì lạ, vốn là một người còn chưa xuất hiện, nhưng nhà họ Lâm này. Ông ta nhìn về hướng Tây Bắc, trong mắt lộ vẻ mờ mịt. Mây đen che trời, trông có hiện tượng suy tàn, nhưng lại có một tia sáng rực rỡ, hay, không thể nhìn thấu, không thể nhìn thấu. Đạo sĩ họ Lý, gia chủ Triệu Tứ Hải của nhà họ Triệu thành phố Hòa nghe thấy báo cáo của quản gia thì hơi cau mày. Có biết lai lịch của đạo trưởng Lý này không? Ngôn Tình Hài. Không ạ, quản gia vừa báo cáo nói, nhưng trông người nhà họ Lâm có vẻ rất cuống cuồng, gần như huy động tất cả lực lượng để tìm kiếm người này. Bố, có phải nhà họ Lâm biết được điều gì rồi không? Sao bỗng dưng lại đi tìm kiếm một vị đạo trưởng chứ? Con trai của Triệu Tứ Hải là Triệu Thần Dương cất lời. Triệu Tứ Hải nói với quản gia, ông đi gọi ông Ngô đến đây. Ngoài ra hỏi thử đạo trưởng Trương của Thiên Tinh Quan xem ông ta có biết lai lịch của đạo trưởng Lý này không. Vâng ạ, quản gia đáp lại một tiếng rồi lui xuống. Một lát sau, có một ông lão tóc bạc, mặt mũi hồng hào đi vào. Triệu Tứ Hải đứng dậy chào đón, ông Ngô, mời ngồi. Ông lão này tên là Ngô Hiền, thầy âm dương do Triệu Tứ Hải mời đến. Ngô Hiền chắp tay, cũng không khách sáo mà ngồi xuống chỗ bên cạnh. Không biết gia chủ Triệu tìm tôi đến đây là vì chuyện gì? Tôi nghe nói nhà họ Lâm đang tìm kiếm một đạo sĩ họ Lý, Triệu Tứ Hải nói, có khi nào bọn họ đã phát hiện hành động của chúng ta nên muốn tìm đạo sĩ phá giải cái bẫy cho ông Ngô bày ra không? Ngô Hiền sờ râu bạc dưới cằm, cười to, gia chủ Triệu yên tâm, pháp môn do tôi sử dụng là bí truyền của môn phái chúng tôi, chưa nói đến việc không có ai ở thành phố Hòa này hiểu được, dù bọn họ có nhìn ra cũng đừng nghĩ đến chuyện phá giải. Triệu Tứ Hải vẫn không được yên tâm cho lắm, ông Ngô, chúng ta cứ chờ đợi như thế mà không làm gì cả, nhà họ Lâm thật sự có thể suy bại một cách tự nhiên sao? Ngô Hiền nói, gia chủ Triệu cứ yên tâm, nhà họ Lâm mây đen che trời, mọi chuyện không thuận lợi, muốn không suy bại cũng khó. Triệu Thần Dương nói, bố, dựa vào tình hình con nắm được thì gần đây mấy dự án của nhà họ Lâm đều xảy ra vấn đề, Lâm Thu Thanh bận rộn đến mức sứt đầu mẻ trán. Hơn nữa theo tin tức đáng tin cậy, sức khỏe của ông cụ Lâm cũng ngày càng yếu đi. Ồ, Triệu Tứ Hải mừng rỡ, chỉ cần ông già Lâm Thượng Nghĩa đó chết, trong vòng nửa năm sản nghiệp của nhà họ Lâm sẽ đổi thành họ Triệu. Đến lúc đó nhà họ Triệu chúng ta sẽ đứng đầu thành phố Hòa. Ngô Hiền khẽ mỉm cười, chuyện này có gì khó đâu, mọi người mang bát tự của Lâm Thượng Nghĩa đến, tôi sử dụng sách đinh đầu tiễn sao, bảo đảm trong vòng 7 ngày sẽ khiến ông ta xuống dưới suối vàng. Sao sách đinh đầu tiễn, một loại sách dùng để chủ yếm, nguyền rủa. Buổi chiều, trong quán cơm không có gì để làm, Lý Dục Thần nhàm chán lấy điện thoại mới ra. Ninh Hương nhìn thấy điện thoại của anh thì nói với vẻ ngạc nhiên,
anh Dục Thần, anh mua điện thoại sao? Lý Dục Thần đáp, cô Lâm đưa cho anh. Wow, cô Lâm hào phóng thế, đây là điện thoại cao cấp nhất đó, Đinh Hương nói với vẻ hâm mộ. Nếu em thích thì anh cho em này, Lý Dục Thần nói xong bèn đưa điện thoại đến. Đinh Hương lắc đầu, em không lấy đâu, đây là cô Lâm tặng anh mà. Lý Dục Thần nói, vậy đợi anh kiếm được tiền sẽ mua cho em một cái. Đinh Hương cười vui vẻ, được. Lúc này, cửa quán bị mở ra một cách mạnh bạo, hai thanh niên ăn mặc trông rất lưu manh, tóc nhuộm vàng nhuộm xanh đi vào. Hai người vào tiệm thì đi thẳng đến trước quầy, gõ mặt bàn. Ông chủ Vương đang nằm nhoài trên bàn ngủ, lim dim buồn ngủ ngẩng đầu lên, nhìn thấy hai người thì lập tức nở nụ cười. Hai vị đến sớm thế, có cần tôi đi nấu mấy món ăn không? Bớt nói nhảm đi, một thanh niên trong đó mắng một câu rồi chìa tay ra. Ông chủ Vương cười ha hả, lấy ra một xấp tiền 100 tệ từ trong ngăn kéo, đếm tới đếm lui rồi đưa tới. Thanh niên cầm lấy tiền, cũng không nói nhiều mà xoay người rời đi. Lúc đi ngang qua Lý Dục Thần và Đinh Hương, bọn họ đột nhiên dừng lại nhìn thoáng qua Đinh Hương, trên mặt xuất hiện nụ cười xấu xa. Ồ, mỹ nữ này từ đâu đến đấy? Đinh Hương hơi sợ hãi trốn sau lưng Lý Dục Thần. Thanh niên bất mãn nhìn Lý Dục Thần, không có mắt à, mau tránh ra. Lý Dục Thần không nhúc nhích mà chỉ nói một chữ cút. Con mẹ nó, mày muốn tìm đường chết đúng không? Thanh niên nói với vẻ mặt dữ tợn. Ông chủ Vương vội vàng chạy ra từ sau quầy, chặn ở giữa Lý Dục Thần và thanh niên, cười nói. Ôi chào ôi, không có gì đâu, họ mới đến nên không hiểu chuyện, người anh em đừng trách. Nói xong thì nhét 200 tệ vào tay thanh niên. Lấy đi mua thuốc lá nhé. Coi như ông biết điều, thanh niên kia cầm lấy tiền, sau đó chỉ vào Lý Dục Thần nói, coi chừng tao, nếu còn nói bậy nữa thì ông đây giết chết mày. Sau đó cậu ta hùng hổ rời đi. Lý Dục Thần hỏi, ông chủ, bọn chúng là ai thế? Sao ông lại cho bọn chúng tiền? Trên mặt ông chủ Vương lộ vẻ khó chịu, đám côn đồ ở gần đây, mỗi tháng đều đến thu tiền bảo kê. Cảnh sát không quan tâm à? Có, nhưng cậu báo cảnh sát bắt bọn chúng thì có thể làm gì được? Nhốt mấy ngày lại được thả ra, đến lúc đó bọn chúng sẽ luôn nhìn chằm chằm cậu, trả thù cậu. Nếu chỉ có hai người bọn chúng thì cũng không phải sợ. Nhưng sau lưng bọn chúng còn có một tên sáu sẹo. Chúng ta mở cửa buôn bán, sao có thể dây dưa với chúng được, hòa khí sinh tài mà. Ông chủ Vương vừa nói vừa ngáp, lảo đảo đi ra sau quầy. Sáu sẹo là ai? Ông chủ Vương nhìn ra ngoài cửa, nhỏ giọng nói, sáu sẹo là một tên khốn kiếp chuyện xấu xa gì cũng làm, không chừa bất cứ chuyện gì, sớm muộn gì ông trời cũng sẽ trừng trị gã. Đây là lần đầu tiên Lý Dục Thần nhìn thấy ông chủ Vương tỏ vẻ tức giận. Có thể thấy trong lòng ông ấy căm ghét tên sáu sẹo này đến mức nào. Có thể tìm thấy tên sáu sẹo này ở đâu? Ở ngay đầu ngõ, gã mở một tiệm mạt trước anh sáu, nuôi một đám người ăn không ngồi rồi, ông chủ Vương đột nhiên nhìn chằm chằm Lý Dục Thần, cậu muốn làm gì? Cậu đừng có làm bậy, tên sáu sẹo này không dễ giải quyết đâu, gã thật sự dám giết người phóng hỏa đấy. Tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi. Thế thì được, cậu còn trẻ. Tuyệt đối đừng đến những nơi như tiệm mạt trược kia, 10 lần chơi 9 lần thua, còn có thể bị chặt tay. Ông chủ Vương tận tình khuyên nhủ, nhưng giọng điệu đột nhiên thay đổi. Có điều bên cạnh tiệm mạt trược có một trung tâm xông hơi, thợ ở bên trong rất có tay nghề, nếu cậu có hứng thú có thể đi thử. Lý Dục Thần thấy khó hiểu, đang nói đến chuyện của sáu sẹo sao lại nói về xông hơi rồi. Thấy ông chủ Vương nở nụ cười xấu xa, anh thoáng chốc không biết nên trả lời thế nào. Lúc này, cửa đột nhiên mở ầm ra, chị Mai hung hăng đi tới hỏi ông chủ Vương. Ông nói cái gì đó? Cái gì rất có tay nghề? Có thể đi thử cái gì cơ? Ông chủ Vương lập tức tái mặt, liên tục lắc đầu, đâu có, tôi chỉ đùa với tiểu Lý thôi. Sau đó không ngừng nháy mắt với Lý Dục Thần. Lý Dục Thần hiểu ý, lập tức giải thích, đúng đó chị Mai, ông chủ đang nói đùa với chúng tôi thôi. Nói đùa? Ông ta mà biết nói đùa thì đúng là mặt trời mọc hướng Tây. Hai chúng ta kết hôn nhiều năm như thế sao ông chưa từng nói đùa với tôi? Nào, bây giờ nói bà đây nghe thử xem. Ông chủ Vương cười hì hì chỉ vào tóc của chị Mai, vợ làm tóc xong rồi à? Đẹp thật đấy. Liên quan gì đến ông? Bà chủ hừ lạnh một tiếng, không quan tâm đến ông chủ Vương nữa mà xoay người nhìn về phía Lý Dục Thần,
đột nhiên nở nụ cười tươi như hoa. Tiểu Lý, trời nóng thế này, chị đi lấy nước ô mai cho cậu uống nhé. Sau đó bèn đi vào bếp lấy nước ô mai ướp lạnh ra, rót cho Lý Dục Thần và Đinh Hương mỗi người một cốc. Ông chủ Vương nói, bà xã, rót cho tôi một cốc với. Bà chủ liếc ông ấy, không biết tự đi lấy à? Ông chủ Vương cười hì hì, sau đó nằm xuống tiếp tục lim dim. Lý Dục Thần không khỏi thấy nghi ngờ, không biết hai người họ có phải vợ chồng thật không? Anh ngồi uống nước ô mai, chị Mai ngồi đối diện cứ nhìn chằm chằm vào anh, đôi mắt cũng long lanh ánh nước. Tiểu Lý, cậu thấy hôm nay chị làm tóc có đẹp không? Chị Mai nghiêng người về phía trước, một tay vuốt tóc mình. Ngực kề sát mép bàn, hai bầu ngực đầy đặn đè lên mặt bàn. Lý Dục Thần thật sự thấy lo lắng bàn sẽ bị bà ta đè gãy. Anh nhìn thoáng qua kiểu tóc của bà chủ, thật sự không biết có gì khác trước đây. Nhưng anh vẫn gật đầu nói, đẹp. Nói thật thì chị Mai đúng là rất xinh đẹp, nếu trang điểm thêm một chút, sau đó ăn mặc quần áo sang trọng, thì có lẽ có thể sánh bằng Châu Na của quán Ba Lam Kiều. Đương nhiên ở trong mắt Lý Dục Thần, họ đều không bằng được Đinh Hương. Chỉ Đinh Hương có vẻ đẹp trong sáng, không dính chút phấn son nào, giống như cái tên của cô ấy vậy. Người xưa nói hoa Đinh Hương tựa như một đống tuyết thơm, có lẽ chính là vẻ đẹp như thế. Buổi tối, Mã Sơn gọi điện thoại đến nói là đã tìm thấy chỗ cược đá, cũng đã có tin tức về trường đấu chó ở phía nam thành phố, bảo Lý Dục Thần đi tới quán Ba Lam Kiều gặp anh ta. Qua giờ cơm tối, Lý Dục Thần thấy trong quán cũng không quá bận rộn bèn xin nghỉ với bà chủ, nói ra ngoài đi dạo. Bà chủ rất thoải mái đồng ý, còn đưa cho anh 200 tệ bảo anh cứ chơi thỏa thích. Lý Dục Thần từ chối không nhận, mới làm việc một ngày đã xin nghỉ, sao còn mặt dày lấy tiền của bà chủ được. Nhưng bà chủ cứ muốn đưa cho anh, nói là xem như tiền thưởng ứng trước. Bà ta còn cố ý dặn dò nhất định không được đi những con phố đèn đỏ. Ông chủ đứng sau quầy cười hì hì nhìn cảnh này. Lý Dục Thần dặn dò Đinh Hương mấy câu, bảo cô ấy tối về nhà nhớ cẩn thận, sau đó vội vã đi đến quán Ba Lam Kiều. Quán ba vẫn rất là náo nhiệt, tựa như chuyện tối qua chưa từng xảy ra. Mã Sơn dẫn Lý Dục Thần đi thẳng đến phòng VIP trên tầng 2. Anh Lý, hoan nghênh hoan nghênh. Châu Na vô cùng quyến rũ ngồi trong phòng VIP nghênh đón anh, thái độ rất khác với tối qua. Lý Dục Thần là đệ tử của Thiên Đô, học trò của Tiên Tôn, đương nhiên được người khác gọi là ngài cũng bình thường, anh trả lời rất tự nhiên. Sếp Châu khách sáo quá. Châu Na nói, tôi chỉ là một người mở quán bar, không phải sếp gì cả, bạn bè nể mặt gọi tôi một tiếng chị Na, nếu cậu không chê cũng có thể gọi như thế, hoặc gọi tên của tôi là được. Lý Dục Thần nói, được, anh Mã Sơn gọi chị thế nào thì tôi sẽ gọi chị như thế. Châu Na khẽ mỉm cười nói vào chủ đề chính, nghe nói các cậu muốn cược đá. Lý Dục Thần gật đầu. Châu Na nhắc nhở, nơi đó rất sâu thẳm khó lường, cũng giống như những vụ đánh bạc khác, 10 lần đánh cược 9 lần thua. Đa số các viên đá chỉ cần được bao bọc bên ngoài thì dù cậu có bao nhiêu tiền để mua, khi cắt ra đá vẫn sẽ là đá. Chị ta nhìn Lý Dục Thần, nhưng cũng không phải không thể phát tài, nghe nói ở Điền Nam có người mở mắt thần. Có thể xuyên qua vỏ ngoài nhìn thấu bên trong đá, nhìn viên đá nào cũng rất chuẩn, mấy năm trước đã lần lượt mở được đá quý giá trị mấy trăm triệu ở khu biên giới Myanmar và Việt Nam. Chị Na, chuyện này khó tin thế, thật sự có người có thấu thị à, Mã Sơn cảm thấy không có khả năng đó cho lắm. Nhưng Lý Dục Thần lại tin đây là thật. Người mở ra mắt thần muốn nhìn thấu một hòn đá là chuyện quá dễ dàng. Anh dám đi cược đá là vì anh cũng có thể mở mắt thần. Đương nhiên mở mắt thần không phải có thể nhìn thấu như Mã Sơn nghĩ. Vì mắt thần không dùng mắt mà dùng thần thức, là một khả năng cảm giác đặc biệt của người tu luyện, cũng có thể gọi là giác quan thứ bảy. Cậu đừng có không tin, Châu Na nói, chuyện này được đồn đại trong giới có lẽ không phải tin giả, tôi có mấy người bạn đều nói năm đó từng gặp người kia. Nhưng các cậu đoán xem sau đó người kia thế nào? Chắc là phát tài rồi, Mã Sơn đáp. Châu Na lắc đầu, cậu sai rồi. Sau đó người kia đã chết, bị người khác giết chết, đứt tay đứt chân, mắt cũng bị móc ra, xác bị ném vào một hốc núi ở biên giới. Mã Sơn hít sâu một hơi, tàn nhẫn thế ư. Lý Dục Thần cũng không nhịn được nhíu mày. Một người mở mắt thần sao có thể bị người ta giết chết một cách dễ dàng như thế được. Việc này chỉ có hai khả năng, hoặc là mắt thần của anh ta là giả,
cùng lắm chỉ mở được mắt âm dương. Hoặc là người giết anh ta là cao thủ trong cao thủ. Cho nên 10 lần đánh cược 9 lần thua, còn 1 lần là chết. Các cậu muốn tham gia cược đá thì cần phải suy nghĩ kỹ càng, Châu Na nói. Lý Dục Thần đáp, cảm ơn chị Na đã nhắc nhở, chúng tôi chỉ chơi cho vui thôi. Châu Na gật đầu, được, vậy các cậu ở đây đợi tôi một lát, tôi còn có chuyện phải xử lý, lát nữa tôi sẽ dẫn các cậu đến một nơi. Nói xong, chị ta bèn đi ra ngoài. Lý Dục Thần khẽ nhíu mày, thầm thấy nghi ngờ, vì sao nơi cược đá phải mở vào buổi tối. Trong lúc đợi Châu Na, Mã Sơn nói với anh chuyện trường đấu chó ở phía nam thành phố. Anh đã hỏi thăm kỹ lưỡng rồi, chỗ mà em nói thật sự có mở một trường đấu chó, ông chủ tên là Thái Vĩ Dân, biệt danh là Thái Đầu To, đàn em gọi gã ta là anh Thái, nghe nói người này có lai lịch không nhỏ. Chó ở trường đấu của gã ta rất dữ, tiền cược cũng rất cao, những người đến đó đều là khách quen, người lạ phải có người khác dẫn đi cùng, hơn nữa còn phải có 200.000 tiền mặt mới được đi vào. Mã Sơn nói xong thì hỏi, Dục Thần, sao em lại biết nơi đó? Lý Dục Thần cũng không giấu giếm, anh kể lại chuyện ngày đó đưa Lâm Mộng Đình về gặp phải đám lưu manh. Mã Sơn nghe xong thì nổi giận, con mẹ nó, nếu hai thằng danh con này rơi vào tay anh thì anh sẽ đánh chúng tàn phế luôn. Anh ta còn nói, hôm qua cô Lâm cầu xin cho chúng ta trước mặt chú Minh Anh đều nghe thấy hết, chỉ với điều này chúng ta đã không thể mặc kệ chuyện của cô ấy rồi. Người anh em nói đi, chúng ta phải làm gì đây? Hay là anh đi gọi người phá cái ổ chó của gã ta nhé? Lý Dục Thần nói, tạm thời đừng kích động, người dám ra tay với cô Lâm chắc chắn không phải người bình thường. Chúng ta đến trường đấu chó của gã ta chơi đùa một chút để thăm dò gã ta, tiện thể kiếm chút tiền luôn. Mã Sơn gật đầu, được, anh nghe theo em. Anh có quen ai có thể dẫn chúng ta đi vào không? Lý Dục Thần hỏi. Có, em còn nhớ Hoàng Tam không? Hoàng Tam chính là người hay đánh nhau với chúng ta lúc bé đấy. Lý Dục Thần nhớ ra đúng là có người này, anh ta cũng sống qua ngày dựa vào việc nhặt phế liệu, vì cướp địa bàn mà đánh nhau với Mã Sơn không ít lần. Điều khiến anh còn nhớ rất rõ là Hoàng Tam không đánh lại Mã Sơn nên lợi dụng lúc không có Mã Sơn bắt nạt Đinh Hương. Lần đó vì bảo vệ Đinh Hương, Lý Dục Thần đã liều mạng đánh một trận với Hoàng Tam, cuối cùng dựa vào vôi sống khiến Hoàng Tam không nhìn thấy gì. Sau đó anh kéo Đinh Hương bỏ chạy, tránh được một kiếp. Bây giờ tên này đang làm gì? Mở một trạm thu mua phế liệu, nhưng làm ăn cũng không sạch sẽ. Anh ta có quen biết với anh Thái của trường đấu chó, thường xuyên đến đó chơi, cũng sẽ dẫn khách đi theo. Khi còn bé anh rất hay đánh anh ta sẽ tin tưởng anh chứ? Mã Sơn cười hì hì, anh ta không tin anh, nhưng anh ta càng không tin anh là cớm. Lý Dục Thần cũng cười nói, được. Vậy thì đi với anh ta. Tiếp theo chúng ta phải nghĩ cách kiếm được 200.000 phí vào sân đã. Lúc hơn 9 giờ, Châu Na gọi điện thoại đến bảo họ đi thẳng tới bãi đỗ xe. Đến bãi đỗ xe, Châu Na ngồi trong một chiếc Porsche màu đỏ vẫy tay với họ. Mã Sơn và Lý Dục Thần lên xe. Hai người không hỏi chúng ta sẽ đi đâu hả? Châu Na vừa chạy xe vừa hỏi. Mã Sơn nói, không phải đi đến chỗ cược đá sao? Lý Dục Thần không lên tiếng. Châu Na nhìn Lý Dục Thần qua kính chiếu hậu, thấy anh đang ngồi tựa lên ghế nhắm mắt dưỡng thần thì hỏi, anh Lý không muốn biết à? Lý Dục Thần đáp, nếu muốn nói thì đương nhiên chị sẽ tự nói, nếu không muốn nói thì chúng tôi có hỏi cũng vô ích. Châu Na cười khẽ, cũng không vòng vo nữa. Chắc chắn các cậu đều thấy tò mò vì sao nơi cược đá lại mở vào ban đêm đúng không? Thật ra đây không phải nơi cược đá bình thường. Nếu thật sự muốn cược đá thì phải đi tới Điền Nam, thậm chí là vượt biên. Ở bên này đều chỉ là mấy chỗ cược đá nhỏ, mấy năm cũng không mở được một viên đá quý giá. Nhưng nơi tôi dẫn các cậu đến hôm nay thì khác, không chỉ cược đá mà còn bán những thứ khác, có một vài thứ không thể công khai, nên chỉ có thể mở vào buổi tối. Đừng nói là mấy thứ người của xã hội thượng lưu chơi đấy nhé, vậy chúng em không chơi nổi đâu, Mã Sơn nhớ tới trong túi chỉ có 10.000 tệ tiền mặt. Đây là toàn bộ tài sản của anh ta. Thế thì không phải, những người ở nơi này rất tạp nham, thể loại gì cũng có, còn có cả mấy kẻ trộm mộ. Về tiền bạc thì các cậu không cần phải lo, bên trong vẫn có mấy trò rẻ, cược đá vốn chính là cá cược. Nếu thật sự để ý thứ gì mà không đủ tiền thì có thể tìm tôi. Châu Na giới thiệu rất nhiệt tình.
Lý Dục Thần nói, thế không phải là chợ ma trước kia sao? Châu Na cười nói, cũng khá giống. Trước kia có chợ ma, bây giờ không được phép mở nữa nên đổi thành kiểu khác. Lý Dục Thần chợt hỏi, đây là địa bàn của chú Minh đúng không? Châu Na hơi bất ngờ nhìn Lý Dục Thần qua kính chiếu hậu. Anh Lý đúng là thông minh. Châu Na thừa nhận rất thẳng thắn. Lý Dục Thần không nói gì nữa mà tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi. Xe chạy vào một hầm đỗ xe của một tòa nhà 6 tầng hơi cũ kỹ ở phía tây thành phố. Đỗ xa xong, Châu Na dẫn họ đi vào thang máy, quẹt thẻ, bấm số tầng cao nhất là số 6. Trước kia nơi này là chợ đồ cũ lớn nhất thành phố Hòa, 3 tầng bên dưới đều là quầy hàng, tầng 4 bán đồ dùng trong nhà, tầng 5 là khu làm việc. Lúc trước tầng 6 để trống, sau đó chú Minh mua lại, đổi thành nơi giao dịch bây giờ. Châu Na giới thiệu, các tầng khác có thể đi thoải mái, nhưng tầng 6 có quy định của câu lạc bộ, phải quẹt thẻ. Trong lúc nói chuyện thì thang máy đã đi lên tầng 6. Cửa thang máy mở ra, đối diện là một bức tường chắn cao khoảng 2 mét, trên tường điêu khắc thanh long rời khỏi mặt nước, ngay dưới đầu rồng đặt một cái vại to bằng sứ thanh hoa, trong miệng rồng có nước chảy xuống vại, tựa như thác đổ. Tác dụng lớn nhất của tường chắn là phong thủy cản hung thần, bình thường hay đặt ở giữa lối vào đình viện cổ đại. Rất hiếm có ai đặt một bức tường trong phòng thế này. Chủ nhân nơi này không sử dụng bình phong mà lại dùng tường chắn, có lẽ là sợ bình phong không ngăn cản được sát khí. Lý Dục Thần phán đoán những hàng hóa được đưa ra đưa vào nơi này chắc chắn thường có những thứ không được sạch sẽ. Xem ra chú Minh này cũng là một người rất tin vào phong thủy. Đi vòng qua tường chắn là một cái sảnh nhỏ, đi xuyên qua hành lang ở bên hông sảnh nhỏ mới nhìn thấy một cánh cửa. Cửa mở ra, bên trong là một cái sảnh lớn. Nhưng cảnh tượng câu lạc bộ tư nhân xa hoa trong tưởng tượng cũng không xuất hiện, đây chỉ là một tầng lầu thô còn chưa sửa sang lắp đặt. Trong sảnh lớn để mấy chục quầy hàng như hội triển lãm bán hàng, có lớn có nhỏ, còn có bàn uống trà, ghế mây, một nhóm mấy người ngồi cùng nhau uống trà, có người trải vải dưới đất ngồi trên đó, đồ đặt bừa ở một bên. Cũng có không ít người đi loanh quanh khắp nơi trong sảnh lớn, thấy đồ mình thích thì dừng lại hỏi giá. Mã Sơn bĩu môi nói, đây không phải là chợ đêm vỉa hè à? Châu Na cười nói, cậu nói như vậy cũng đúng, nhưng cậu đừng coi thường chỗ này, có lúc một đêm bán được mấy chục triệu cũng không phải chuyện mới mẻ gì đâu. Mã Sơn tặc lưỡi hít hà, nhiều thế á, chỉ cần trục lợi thôi đã đủ phát tài rồi. Nhưng Châu Na lại bảo, ngoài những buổi đấu giá đặc biệt, chú Minh chưa bao giờ trục lợi. Được rồi, các cậu tự vào trong xem đi. Tôi không sành mấy vụ này lắm nên không đi cùng, khi nào muốn về thì gọi cho tôi. Lý Dục Thần gật đầu, nói câu cảm ơn rồi đi vào sảnh giao dịch với Mã Sơn. Họ đi dạo loanh quanh, tất nhiên mục tiêu chính là cược đá. Ngoài ra còn có một số gian hàng bán đá phỉ thúy thô, trong đó có một gian khá lớn, chiếm trọn một góc trong sảnh, xung quanh có rất nhiều người đang xem đá. Lý Dục Thần đi qua đó, mở thần thức quét qua từng khối đá một. Thần thức của anh quét đến đâu, hoa văn trong khối đá đều hiện rõ trong đầu anh, kết cấu bên trong của khối đá là gì cũng biết rõ luôn. Sau khi đi một vòng, anh đã xem xét tất cả mấy trăm khối đá to nhỏ tại đây mà vẫn không vừa ý một cái nào. Không phải anh chê những khối đá này không có kết cấu tốt, mà do giá niêm yết thông thường quá cao, mấy viên đá chóc mảng xanh lục đều có giá khởi điểm từ mấy chục nghìn. Lý Dục Thần không biết giá thị trường của phỉ thúy. Dù bên trong có ngọc thật thì anh cũng không thể xác định nó có đáng giá hay không. Mà với đa số các khối đá, anh không cần biết giá thị trường cũng đủ biết chắc rằng sẽ bị lỗ. Ví dụ như có một khối đá nặng tầm 10 cân đã chóc một mảng lớp ngoài, giá niêm yết 300.000, nhưng thật ra nó chỉ chóc một mảng xanh lục nhỏ, chất ngọc thực chất bên trong không được sạch, chất đá thô mà còn bị nứt, còn chẳng đủ làm một tấm biển hiệu. Sao rồi, có vừa ý được cái nào chưa? Thấy Lý Dục Thần không đứng lại xem mà cứ đi thẳng qua các gian hàng bán đá, Mã Sơn hơi sốt ruột. Anh lắc đầu, đi thôi, chúng ta qua đó xem sao. Trên tầng 6 ở phía bên kia đại sảnh, Phùng Thiên Minh và Châu Na đang ngồi uống trà trong một văn phòng được bài trí sang trọng và trang nhã. Trước mặt ông ta có một màn hình lớn, có thể nhìn thấy được hình ảnh ở mọi vị trí trong từng sảnh giao dịch từ trên đó. Lúc này có một khung hình trong số đó được phóng to. Đó chính là khu cược đá mà Lý Dục Thần đang đi dạo. Trong khung hình, anh đang chậm rãi bước đi giữa những khối đá lộn xộn kia.
Anh đi rất chậm nhưng không hề dừng lại. Cô có chắc là họ đến để cược đá không? Phùng Thiên Minh nhìn màn hình, hỏi. Châu Na gật đầu, tôi không rõ về cái cậu Lý Dục Thần này lắm, nhưng Mã Sơn là một người ngay thẳng, cậu ấy sẽ không nói dối tôi. Kiếm hiệp hay? Chị ta lại hỏi, chú Minh, tại sao anh lại quan tâm đến cậu ta thế, chỉ vì cậu ta quen biết với ông khôn của Tiền Đường thôi hả? Phùng Thiên Minh lắc đầu, nếu cậu ta chỉ là bạn của ông khôn, cùng lắm thì tôi chỉ nể cậu ta một chút thôi, nhưng hôm qua cậu ta đã đánh bại thầy Hồng, thầy ấy là người đại diện của Thái Cực Nam Phái ở thành phố Hòa. Sau khi về tôi có hỏi thầy Hồng, tuy ngoài miệng ông ấy không chịu phục nhưng trong lòng lại phục sát đất. Điều khiến thầy Hồng tức giận là, rõ ràng cái cậu Lý Dục Thần này dùng võ thuật của Thái Cực nhưng lại không chịu nhận. Chẳng phải cậu ta nói mình tự học sao? Hừ, tự học, thầy Hồng tập võ 30 năm mới có được thành tựu như ngày hôm nay, cậu ta đánh bại thầy Hồng một cách dễ dàng như thế, cô bảo cậu ta tự học, có khả năng được à? Nếu nói như thế, nghĩa là cậu ta cũng là người của phái Thái Cực sao? Thầy Hồng nghĩ cậu ta là người của Thái Cực Bắc Phái, cố ý đến để phá quán. Nhưng hôm qua rõ ràng là tình cờ gặp mà. Bất kể là tình cờ hay cố ý thì đây cũng là chuyện của phái Thái Cực bọn họ. Hồng Thiên Thành đã báo cáo với trụ sở chính của Thái Cực Nam Phái rồi, đến lúc đó là Lý Quy hay Lý Quỷ, rồi tự nhiên sẽ có người biết thôi. Vậy là anh định. Phùng Thiên Minh nhấp một hớp trà, làm cái nghề này sẽ khó tránh được những lúc cần phải giải quyết vấn đề bằng vũ lực. Thầy Hồng là người mà tôi đã tốn một số tiền lớn để mời về. Nhưng cô cũng biết mà, mấy ông già đánh Thái Cực tự xưng là danh môn chính phái này cực kỳ sĩ diện, có một số việc sẽ không thèm làm. Tôi đang cần một cao thủ giống như Lý Dục Thần theo bên cạnh. Anh muốn chiêu mộ cậu ta, nhưng tôi thấy cậu ta kiêu ngạo lắm, e là sẽ khó thuần phục, Châu Na hơi lo lắng. Là người ắt sẽ có điểm yếu, nếu hôm nay cậu ta đã đến cược đá, vậy có nghĩa là cậu ta đang thiếu tiền, chú Minh tự tin đáp. Châu Na ngạc nhiên, chú Minh, đừng nói là anh định cài bẫy họ nhé. Phùng Thiên Minh cười bảo, làm sao tôi giở trò với một nhân vật như cậu ta được chứ? Tôi chỉ tò mò, với võ công của cậu ta, nếu muốn kiếm tiền thì sẽ có rất nhiều cách, tại sao cậu ta lại muốn đi cược đá? Cược đá không phải đánh nhau. Không thể dựa vào sức mạnh được mà phải dựa vào mắt nhìn. Trong sảnh vẫn còn một vài gian hàng bán phỉ thúy thô, có điều quy mô đều khá nhỏ. Lý Dục Thần ghé vào hai gian hàng khác vẫn không phát hiện được khối đá nào có giá trị mua về. Mã Sơn hơi nôn nóng, Dục Thần, rốt cuộc có được không thế? Hay là chúng ta mua bừa một khối thôi, dù sao cũng chỉ thử một lần thôi mà, thắng thì đi ba với gái, thua thì về nhà ăn mì tôm. Lý Dục Thần cười đáp, anh đừng gấp gáp, nói chung là hôm nay chúng ta sẽ không về tay không đâu. Sở dĩ tự tin như vậy là vì lúc đi dạo loanh quanh, anh không tìm được khối đá nào tốt nhưng lại tìm được vài món đồ cổ có giá trị. Trong đó có một chiếc gương đồng cổ, rõ ràng nó vừa được khai quật cách đây không lâu nên còn dính âm khí dưới lòng đất. Từ luồng khí tỏa ra dưới lớp rỉ sét màu xanh lá, Lý Dục Thần kết luận đây là một món pháp khí từ thời xa xưa. Chẳng qua nó đã hư hỏng và cần được sửa chữa. Nhưng dù có được sửa chữa, loại pháp khí cấp bậc này cũng khó lọt được vào mắt anh. Mục đích chính của ngày hôm nay vẫn là cược đá, nếu không mua được viên đá ngọc nào tốt, anh sẽ suy xét đến việc mua chiếc gương này, sau khi sửa chữa chắc sẽ có thể bán được một ít tiền. Ở trong cùng còn có một gian hàng bán đá cuối cùng, bởi vì nó có quy mô nhỏ nhất nên không được bắt mắt cho lắm, Lý Dục Thần đã suýt bỏ qua nó. Nhưng vừa đi đến trước gian hàng này, hai mắt Lý Dục Thần lập tức sáng rực lên, anh không ngờ trên gian hàng nhỏ này lại có mấy khối đá khá tốt. Ông chủ thấy họ ghé vào thì nhiệt tình chào hỏi. Hai cậu thích kiểu nào? Ông ta chỉ vào một khối đá đã chóc, màu chỗ bị chóc rất xanh, khối này thì sao? Hàng thượng hạng đó, chắc chắn tốt luôn. Nhưng Lý Dục Thần lại chẳng thèm nhìn lấy một lần, anh chỉ vào một khối đá không có gì nổi bật ở bên cạnh cái này bán sao? À, cái đó hả, ông chủ trợn mắt, giọng điệu lập tức trở nên lạnh nhạt hơn, 500 một khối, cậu cứ chọn tùy ý. Lý Dục Thần tiện tay chọn hai khối, bảo Mã Sơn thanh toán 1.000 rồi hỏi. Có cắt không? Chỗ tôi không cắt, bên họ có cắt đó, ông chủ chỉ vào gian hàng bán đá thô lớn nhất mà anh ghé vào đầu tiên. Lý Dục Thần và Mã Sơn ôm đá đi qua bên đó. Ông chủ của gian hàng kia nhìn khối đá trong tay họ. Nói, đá không mua chỗ tôi nên sẽ thu phí theo số lượng nhát cắt,
hai khối đá này của cậu không to, chắc tầm 50 một nhát thôi. Nhưng tôi báo trước nhé, đây là đá thô, có thể cậu cắt hoài cũng không ra đâu. Lý Dục Thần đáp lời, không sao, cứ cắt đi. Ông chủ cũng không nói nhiều nữa, cầm khối đá đi cắt. Khối đá đầu tiên cắt xong, không có gì ở bên trong, một viên đá trắng ngần, chẳng có nổi một chút ánh ngọc nào. Ông chủ hỏi, còn cắt nữa không? Anh trả lời, cắt. Ông ta bắt đầu cắt khối đá thứ hai. Sau một nhát cắt, mẹ kiếp, ông chủ kinh ngạc thốt lên. Cả khối xanh lục, tiếng la của ông chủ lập tức thu hút những người gần đó xúm lại. Khi mọi người nhìn thấy khối đá đã chia thành hai nửa kia thì đều bàn tán xôn xao. Màu sắc này, bề mặt này, mấy năm khó lắm mới gặp được một đấy. Tiếc là phần ngọc hơi nhỏ, không thì đã phát tài rồi. Cỡ này cũng được mà, anh hỏi cậu ta mua bao nhiêu tiền, lớp vỏ ngoài này là loại thô tính cân bình thường. Với chất ngọc này, mấy thầy ở chỗ khai thác đá đã kiểm tra rồi, xác định không có giá trị nên mới bán theo cân. Xác suất tìm được loại đá này còn thấp hơn cả chúng xổ số nữa. Đúng đó, trước khi cắt, loại đá thô này cùng lắm chỉ bán mấy nghìn thôi. Mấy nghìn cái quần què, cậu ta mua từ chỗ tôi đấy, có 500 thôi. Ông chủ gian hàng bán đá cho Lý Dục Thần nghe thấy động tĩnh cũng đi qua, khi thấy được khối đá sau khi cắt, ông ta hối hận đến mức xanh cả ruột. Sao lại bán với giá 500 chứ? Ông ta rất muốn vả vào miệng mình mấy phát, vội vàng chạy về giấu đống đá kia của mình đi. Chàng trai, cậu có bán khối đá đó không? 50.000, tôi mua lại nó, bên cạnh có người yêu cầu mua. Còn Mã Sơn đã sớm cười tươi như hoa, 500 thành 50.000. Bán một lãi 10 là gì? Đây chính là bán một lãi 10. Anh ta đang định bán với giá 50.000 thì bỗng nghe thấy một người ở kế bên nói. 50.000, anh bị điên à, khối này có thể làm được hai cái vòng tay, một tấm biển hiệu, nhìn màu sắc và bề mặt này đi, giá thành phẩm phải từ 300.000 trở lên mới đúng, 50.000 của anh ấy hả, cho xin chút lương tâm đi. Nghe vậy, Mã Sơn lập tức trợn to mắt lên, đúng đó, 50.000. Muốn ăn hời của người ta à? Được thôi, vậy tôi trả 80.000. Tôi trả 100.000. Tôi trả 200.000. Người vây xem càng lúc càng nhiều, Châu Na và Phùng Thiên Minh cũng tò mò đến xem. Chú Minh đến kìa. Phùng Thiên Minh vừa xuất hiện, mọi người lập tức nhường đường cho ông ta. Ông ta đi tới trước mặt Lý Dục Thần, nhìn khối đá kia, nói, nhìn chuẩn lắm. Đúng là có tài. Cậu nhìn ra trong khối đá này có ngọc bằng cách nào thế? Tôi chọn bừa thôi, nhờ may mắn cả, Lý Dục Thần trả lời bâng quơ. Thế phải công nhận là cậu quá may mắn. Phùng Thiên Minh quay sang nhìn người bán đá thô, ông Tần, ông ước lượng xem khối đá này trị giá bao nhiêu. Người bán tên là ông Tần trả lời, còn hơi khó nói, nếu chỉ xét về mặt cắt, giá thành phẩm chắc khoảng 350.000. Phùng Thiên Minh gật đầu rồi nói với Lý Dục Thần. Vậy thì 350.000, tôi mua lại nó. Tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc thốt lên. 350.000, đó là giá thành phẩm, tính ra rõ ràng vẫn bị lỗ. Nhưng người ra giá là chú Minh nên chẳng ai dám chất vấn cả. Nhưng Lý Dục Thần lại lắc đầu, tôi không bán. Hơ, thằng nhóc này xấu bụng quá nhỉ, cạnh đó có người không chịu được. Đúng đấy, 350.000 vẫn chưa hài lòng, tôi cứ tưởng hôm nay gặp được cao thủ mắt thần. Không ngờ lại là một thằng ngốc. Mã Sơn cũng không hiểu vì sao 350.000 vẫn không chịu bán, nhưng là anh em với nhau nên anh ta không nói câu nào. Cho dù Lý Dục Thần ném vỡ khối đá này ngay tại chỗ, anh ta cũng sẽ không nhíu mày. Trong mắt Châu Na có vẻ khó hiểu và cũng có thất vọng, nếu một người có lòng tham không đáy, dù cậu ta có giỏi đến đâu thì cũng sẽ không thể đạt được thành tựu lớn. Phùng Thiên Minh khẽ cau mày, hỏi, vậy cậu muốn bán bao nhiêu? Lý Dục Thần nghĩ ngợi rồi đáp, nếu chú Minh muốn mua thì tôi lấy 200.000 thôi. Phùng Thiên Minh ngây ra, sau đó cười phá lên, được, vậy thì 200.000. Lúc này mọi người xung quanh mới sực hiểu, không phải anh chàng này muốn giá cao hơn mà là cảm thấy giá quá cao. Có người giơ ngón tay cái lên, khen anh còn trẻ mà đã hiểu đại nghĩa. Cũng có người cảm thấy anh có cơ hội kiếm tiền mà không nắm bắt là kẻ ngu, chú Minh là người thiếu mấy trăm nghìn còn con đó à? Châu Na cũng rất bất ngờ, ánh mắt nhìn Lý Dục Thần trở nên phức tạp, chị ta luôn cảm thấy cậu thanh niên này khiến người ta không thể nhìn thấu.
Phùng Thiên Minh bảo, đến văn phòng của tôi lấy tiền đi. Lý Dục Thần gật đầu, sau đó cùng Mã Sơn đi theo Phùng Thiên Minh tới văn phòng. Phùng Thiên Minh lấy 200.000 tiền mặt từ trong ngăn kéo ra đưa cho Lý Dục Thần, cậu đếm lại đi. Lý Dục Thần không thèm nhìn, đưa ngay cho Mã Sơn cất. Phùng Thiên Minh bảo, ngồi xuống uống ly trà đi. Tiểu Na, tay nghề pha trà của cô tốt mà, cô qua đây pha giúp đi. Châu Na ngồi vào ghế chủ tọa, cười nói, vậy tôi xin phép thể hiện tay nghề vụng về của mình đây. Phải công nhận rằng Châu Na có phong thái quyến rũ trời sinh, chị ta chỉ ngồi ở đó thôi cũng đã thướt tha yêu kiều. Kết hợp với bộ dụng cụ pha trà tinh xảo, những ngón tay mảnh khảnh di chuyển mượt mà trên bàn trà khiến người ta say mê. Chỉ một lát sau, mấy ly trà đã được đưa tới trước mặt mọi người, hương trà phả vào mặt. Phùng Thiên Minh nâng ly trà lên ngửi rồi khen ngợi, lúc nãy tôi cũng uống loại trà này nhưng mùi vị rất khác biệt. Tay nghề của Tiểu Na có thể biến mục nát thành thần kỳ luôn mà. Mọi người ngửi thử xem, hương thơm của trà này còn thoang thoảng mùi thơm của phụ nữ, đây chính là tác dụng khi để người đẹp pha trà. Chú Minh khen quá lời rồi, Châu Na khiêm tốn đáp. Lý Dục Thần cũng nâng ly trà lên ngửi, đúng là trà ngon, lá trà tươi, kỹ thuật pha trà cũng tốt. Về phần phụ nữ pha trà thêm thơm gì đó chỉ là nói đùa thôi. Chú Minh có lời gì cứ nói thẳng ra luôn đi, Lý Dục Thần bưng ly trà nói, con người tôi không thích quanh co lòng vòng. Được, thẳng thắn lắm, Phùng Thiên Minh cười ha hả, vậy tôi sẽ nói thẳng luôn. Cậu Lý đây là bậc cao nhân, nếu tôi nói tôi muốn mời cậu làm vệ sĩ cho tôi thì có vẻ không tôn trọng cậu lắm, cho nên tôi muốn hợp tác với cậu. Hợp tác như thế nào? Gồm hai vấn đề, thứ nhất, cậu Lý có võ nghệ cao cường, Hoàng Hải Thiết Y và thầy Hồng của phái Thái Cực đều thua trong tay cậu, với bản lĩnh của cậu, tôi không dám nói đến việc thành lập tông phái, nhưng mở võ quán vẫn dư sức. Nếu cậu Lý mở võ quán, tôi có thể góp chút sức mọn, tôi sẽ lo địa điểm và kinh phí, còn chuyện kinh doanh cậu cũng không cần phải lo, cậu chỉ cần chuyên tâm dạy học trò của mình là được. Phùng Thiên Minh nhấp một hớp trà, lẳng lặng nhìn Lý Dục Thần. Mã Sơn hào hứng. Anh ta đánh nhau từ nhỏ nên cực kỳ thích tập võ, nằm mơ cũng muốn theo học một bậc thầy võ lâm, nhưng tự mở võ quán là chuyện là anh ta thậm chí còn không dám nghĩ tới. Không ngờ người anh em tốt của anh ta lên núi mười mấy năm, vừa trở về đã có thể mở võ quán. Lý Dục Thần đã hiểu. Nói hay quá nhỉ, mở võ quán, kinh phí ông lo, địa điểm ông chọn, việc kinh doanh ông quản lý, đó chẳng phải là làm võ sư cho ông, có khác gì vệ sĩ không chứ? Chắc Phùng Thiên Minh cũng từng giúp thầy Hồng của phái Thái Cực kia mở võ quán chứ gì. Hơn nữa một người đường đường là học trò của Thiên Đô, chỉ thiếu một bước nữa sẽ đột phá tiên thiên, thế mà lại đến thành phố Hòa để mở võ quán, đúng là trò cười. Trong giới võ đạo, người có thể đạt tới hóa kình đã vô cùng hiếm thấy. Sau hóa kình, đột phá đỉnh cao của võ đạo mới được gọi là tông sư. Mục tiêu cuối cùng mà tông sư võ đạo theo đuổi đó là từ hậu thiên trở thành tiên thiên. Kể từ đó nhập đạo. Những người có thể trở thành tông sư đều là kỳ tài võ đạo hiếm gặp, họ si mê võ đạo cả đời, luyện quyền suốt mấy chục năm, đến tận 70-80 tuổi mới đạt đến cảnh giới tông sư. Lúc đó họ muốn tiếp tục bước vào tiên thiên sẽ khó khăn biết bao. Mà Lý Dục Thần chỉ mới chừng 20 tuổi đã bước một chân vào trong cánh cửa tiên thiên. Bảo anh mở võ quán, sao anh có thể đồng ý cho được? Nhưng Lý Dục Thần không từ chối ngay lập tức. Mục đích chính mà anh đến thành phố Hòa là để điều tra nguyên nhân cái chết của ông nội mình ngày xưa. Bởi vì đã quá lâu rồi, manh mối cũng không còn nữa, hiện tại anh phải tìm chỗ đứng ở thành phố Hòa trước, sau đó nhờ cậy các thế lực ở đây để điều tra manh mối từ từ. Phùng Thiên Minh chủ yếu làm ăn theo hướng không chính đáng, ông ta có nhiều mối quan hệ với xã hội đen, người này có thể lợi dụng. Lý Dục Thần mỉm cười, hỏi, ở thành phố Hòa có tông sư không? Phùng Thiên Minh sửng sốt, đáp tông sư võ đạo cao quý nhường nào, thành phố Hòa nhỏ bé sao có thể có tông sư. Cả cái tỉnh Nam Giang này cũng chỉ có Hà Trường Sinh của Tiền Đường là tông sư đã được công nhận thôi. Lý Dục Thần kinh ngạc, tông sư ít đến vậy sao? Tôi cứ tưởng nhiều người tập võ thì ở đâu cũng sẽ có tông sư chứ, không ngờ một tỉnh mới có được một tông sư. Phùng Thiên Minh sa sầm mặt, đó là tông sư đấy, đâu phải đá phỉ thúy, nhặt bừa là có thể gặp được đâu. Ở trước mặt vũ lực chân chính, những gia tộc giàu có và quyền thế như họ đều không đáng nhắc tới. Cũng không thể nói là chỉ có một người,
Liễu Kim Sinh ở thành phố Vĩnh, hai anh em trưởng môn của Thái Cực Nam Phái là Vương Tông Ngọc và Vương Tông Sinh, nghe nói những người này đều đã đạt tới cảnh giới Tông Sư từ mấy năm trước, chẳng qua độ nổi tiếng của họ không bằng thầy Hà Trường Sinh thôi. Tất nhiên còn có một số cao nhân sống ẩn giật hoặc đi thưởng ngoạn phong cảnh núi non khác nữa, họ không phải người mà chúng ta có thể gặp. Lý Dục Thần gật đầu, chuyện mở võ quán tạm thời gác sang một bên đi, một nơi đến cả tông sư cũng không có thì mở võ quán cũng chẳng có ý nghĩa gì, hoặc là đợi khi nào tôi nhận học trò, tôi sẽ để học trò của mình mở. Ông nói vấn đề thứ hai đi. Phùng Thiên Minh cảm thấy Lý Dục Thần hơi ngông cuồng, nhưng người ta đã từ chối khéo, ông ta cũng không ép buộc nữa. Vấn đề thứ hai ấy hả, tôi thấy cậu Lý có vẻ có nghiên cứu rất kỹ về đồ cổ và ngọc, tôi thường sưu tầm một số món đồ cổ đá quý, muốn nhờ cậu kiểm tra giúp tôi, về chi phí thì có thể trao đổi. Với lại tôi có vài người bạn ở Điền Nam, nếu cậu Lý có hứng thú với trò cược đá, chúng ta có thể đi đến đó chơi, tiền vốn tôi lo, tiền kiếm được chúng ta chia 5 năm. Lý Dục Thần cảm thấy vấn đề này ổn, bèn đáp, được thôi, ông sắp xếp đi, chỉ cần tôi có thời gian thì đều được cả. Anh vốn đang muốn kiếm tiền để mua nhà cho Đinh Hương và Mã Sơn. Được, cứ quyết định như vậy đi, Phùng Thiên Minh nâng ly lên, tôi xin phép lấy trà thay rượu mời cậu một ly. Sau khi ngồi một lúc trong văn phòng của Phùng Thiên Minh, Lý Dục Thần và Mã Sơn tạm biệt ra về. Trở lại đại sảnh giao dịch, Lý Dục Thần đi thẳng đến gian hàng bán chiếc hương đồng ban nãy. Sau một lúc cò kè mặc cả, Lý Dục Thần đã mua được chiếc hương đồng cổ bị hư hại kia với giá 3.500. Bởi vì là đồ mới, trên đó còn có âm khí rất nặng nên anh không đưa cho Mã Sơn giữ mà để trên người mình. Anh tiếp tục đi dạo trong đại sảnh, muốn xem liệu có thể mua được vật liệu sửa chữa chiếc hương hay không. Vốn dĩ Lý Dục Thần không ôm hy vọng quá lớn, bởi vì loại vật liệu này rất khó tìm. Hương còn có thể đào lên từ dưới ngôi mộ cổ, nhưng vật liệu thì không, người thời xưa cũng sẽ không chôn cất cùng với vật liệu. Kết quả đúng như anh đã đoán. Không có vật liệu pháp khí nào ở đây cả. Nhưng cũng không phải không có thu hoạch, anh tình cờ phát hiện được một khối đá đen. Đá đen, một loại thiên thạch từ thời thượng cổ, sau khi rơi xuống đất đã bị địa chất làm biến đổi, nó chôn sâu dưới lòng đất để hấp thu tinh hoa của địa nhiệt, trải qua hàng trăm triệu năm tiến hóa. Đá đen được chia thành 3 cấp bậc thượng, trung, hạ. Đây là một khối đá đen cấp trung. Tuy không thể so sánh với đá đen cấp thượng trong nhà kho của đỉnh Thiên Đô nhưng cũng cực kỳ hiếm có. Đá đen có rất nhiều tác dụng trực tiếp nhất là chế tạo thành bùa hộ mệnh hoặc là pháp ấn hộ mệnh. Lý Dục Thần nghĩ, mua khối đá đen này vừa hay có thể làm mấy lá bùa hộ mệnh. Gian hàng này không phải người chơi cược đá bán phỉ thúy thô, mà chủ yếu là các loại đá lạ và đồ linh tinh, giá cũng không đắt. Ông chủ, khối đá đó bao nhiêu tiền vậy? Lý Dục Thần ngồi xổm xuống hỏi. Ồ, chàng trai, chẳng phải cậu là người vừa mới cắt đá lời được 200.000 đó sao? Lúc nãy động tĩnh rất lớn, đặc biệt là còn có chú Minh ra mặt, cho nên đã có rất nhiều chủ gian hàng trong sảnh này đến hóng hớt. Khối này hả, đừng nói là cậu lại đến để nhặt nhạnh nữa nhé. Ông chủ hơi do dự, cầm khối đá lật qua lật lại xem như thể ông ta mới là người mua. Lý Dục Thần trả lời, tôi chỉ thích khối đá đó thôi, ông báo giá đi. Vậy thì, 20.000. Lúc báo giá, trong mắt ông chủ lộ ra vẻ xảo quyệt. Anh biết ông ta định chém giá mình. Mặc dù đá đen cũng là thiên thạch, nhưng vì chôn vùi dưới lòng đất hàng trăm triệu năm, bề ngoài của nó không khác gì với những viên đá bình thường trên trái đất, không thể phân biệt bằng mắt thường, dù có dùng dụng cụ kiểm tra thì cùng lắm cũng chỉ tra được độ phóng xạ khác thường rất nhỏ. Chỉ có người tu hành cảm ứng bằng thần thức hoặc đặt trong những nơi có từ trường đặc biệt mới có thể nhìn ra nó là đá đen. Nhìn những hòn đá được bày bán bên cạnh, rõ ràng những thứ đó đều rất rẻ. 1.000, Lý Dục Thần trả giá. Ông chủ suýt nhảy dựng lên, cậu bạn này, cậu hay thật đó, tôi báo giá 20.000 mà cậu lại trả 1.000. Lý Dục Thần không trả lời, Mã Sơn ở bên cạnh lại mất kiên nhẫn lên tiếng, ông cứ nói có bán hay không luôn đi. Thêm một ít nữa, 8.000, ông ta giơ hai ngón tay lên. Mã Sơn nói, 8.000 là thêm một ít của ông đấy à? Đã bảo là 1.000 rồi, có bán không, không bán thì chúng tôi đi đây. 1.000 quá ít, đưa tôi 2.000 đi, ông chủ vẫn chưa chịu thua. Mã Sơn giả vờ định bỏ đi, Lý Dục Thần kéo anh ta lại, thôi được rồi, 2.000 thì 2.000. Hai người tự biên tự diễn,
Mã Sơn vẫn chưa qua cơn nghiện diễn, hùng hổ lấy tiền trong ví ra, đếm đủ 2.000 rồi đưa cho ông chủ. Ông ta vừa nhận tiền đã nghe thấy có người bảo. Đợi đã, tôi mua khối đá đó. Ba người đồng loạt ngẩng đầu lên, một người đàn ông nhỏ con đi tới chỉ vào khối đá, tôi trả 10.000. Vừa nghe thấy cái giá này, ông chủ lập tức vui ra mặt, định trả 2.000 của Mã Sơn lại. Mã Sơn nổi giận, sao nào, muốn đổi ý à? Ông ta bảo, người ta trả giá 10.000 kia kìa. Báo giá rồi không được hối hận, chúng tôi đã trả tiền rồi, ông mà dám đổi ý, tôi phá gian hàng của ông luôn đấy, Mã Sơn trợn trừng mắt trông rất hung dữ. Mặc dù ông chủ không cam lòng nhưng cũng hơi sợ Mã Sơn, một khi báo giá không được hối hận quả thật là quy định của sảnh giao dịch này. Ông ta nhìn tên nhỏ con, ông có muốn xem thử những khối đá khác không? Không cần đâu, tôi chỉ muốn mua khối này thôi, giọng địa phương của tên nhỏ con rất nặng, nghe giống người ở vùng lĩnh Nam, vậy tôi ra giá 50.000. Ông chủ choáng váng. 50.000. Ban đầu thiệt hại 8.000, ông ta có thể chấp nhận được, nhưng thiệt hại 48.000 thì bất kể là ai cũng không nỡ. Ông ta nhìn Mã Sơn, người anh em, không phải tôi đổi ý. Người ta ra giá 50.000 kìa, hay cậu cũng thêm một ít đi. Mã Sơn là người từng trải, biết trong tình huống này một khi tăng giá thì sẽ không có điểm dừng. Sao mà được, tôi đã đưa tiền cho ông luôn rồi, muốn đổi ý hả, không có cửa đâu. Họ vừa làm ầm lên đã thu hút một đống người vây xem. Đúng thế, khối đá đó mà 50.000 á, tôi nghĩ ông ta muốn độn giá thôi. Không thể nào, dám độn giá trong sảnh giao dịch của chú Minh. Không muốn sống nữa sao? Mọi sự chú ý của Lý Dục Thần đều tập trung vào tên nhỏ con. Có thể ra giá 50.000, chắc hẳn ông ta biết được giá trị của đá đen, đã thế trên người ông ta có một loại khí âm tà, rất có thể là tu sĩ tu luyện một loại pháp thuật tà đạo nào đó. Người đàn ông nhỏ con nhìn Lý Dục Thần, bảo các cậu nhường khối đá này lại cho tôi sẽ bù thêm cho các cậu 50.000. Câu nói này khiến những người khác đều vỡ òa. Mẹ kiếp! Đây là loại đá gì mà lại trị giá tận 100.000? Người này bị ngu à? Không đâu, cậu không thấy hai anh chàng kia cũng muốn mua à? Cậu không thấy hồi nãy họ cắt một khối đá 500 và kiếm lời được 200.000 sao? Có thật không thế, nhưng khối đá này đâu phải là ngọc. Mọi người bàn tán xôn xao. Ông chủ bán đá lại rất vui vẻ, các cậu xem kìa, ông ta đâu phải người độn giá của tôi đâu. Chàng trai, cậu bán đá cho ông ta đi. Tôi lấy 50.000, các cậu cũng kiếm được 50.000, tất cả chúng ta đều vui. Mã Sơn cũng cảm thấy đây là một ý kiến hay, nhưng anh ta không dám chắc rốt cuộc khối đá đó trị giá bao nhiêu tiền, bèn nhìn sang Lý Dục Thần. Anh lắc đầu, tôi không ăn lời của người khác. Mã Sơn vừa nghe đã hiểu, người anh em của tôi nói không ăn lời của người khác, chúng tôi phải mua khối đá đó cho bằng được. Lần này ông chủ không nhịn nữa, mắng thẳng vào mặt họ, ha ha. Hai thằng nhóc không biết tốt xấu này, được thôi, tôi không bán cho các cậu nữa, trả tiền lại cho cậu này, cậu đi sang gian hàng khác mà mua đi. Mã Sơn cũng nổi đóa lên, túm chặt lấy cổ áo ông ta, giận dữ hỏi, ông mắng ai đó. Cậu còn dám đánh người nữa à, ông chủ hét toáng lên, đánh người. Đánh người này. Có vài nhân viên bảo vệ không biết từ đâu xuất hiện lớn tiếng quát, dừng tay lại. Để tôi xem ai dám đánh người khác ở đây. Họ nhìn Mã Sơn chằm chằm. Anh ta không hề sợ hãi, vẫn không chịu thả tay ra. Bỗng nghe có người nói, chú Minh đến rồi kìa. Phùng Thiên Minh chen vào trong đám đông, sầm mặt hỏi, có chuyện gì vậy? Lúc này Mã Sơn mới thả tay ra, trả lời, chú Minh, người này không uy tín, chúng tôi đã trả tiền rồi mà ông ta muốn đổi ý. Ông chủ thấy chú Minh đến thì hơi bối rối, giải thích, chú Minh, không phải tôi không bán. Chúng tôi chỉ mới thương lượng giá chứ chưa bán. Họ ra giá 2.000, có người ra giá 100.000, chú nói xem tôi nên bán sao đây. Nghe xong, chú Minh nhìn sang người đàn ông nhỏ con, hỏi, ông bạn này trông lạ mặt quá, không biết ông được người nào dẫn tới nhỉ? Ông Hai Phùng, ông ấy là người tôi dẫn vào, mọi người tránh ra nhường đường, một người đàn ông khoảng 30 tuổi trông khá phúc hậu, ngậm một cái tẩu thuốc bước tới, ông Hai Phùng không chào đón à? Vừa nhìn thấy người đến, Phùng Thiên Minh cười ha hả nói, hóa ra là cậu cha, sao tôi lại không chào đón bạn của cậu được chứ? Trong đám đông có người xì xào bàn tán. Đây là cậu cả của nhà họ cha, cha Minh Huy, không ngờ lại gặp được anh ta ở đây.
nhà họ Cha nào thế? Ủa, ngay cả nhà họ Cha ở Hải Thành mà cậu cũng không biết, còn ra ngoài đây làm gì nữa? Đây là lần đầu tiên Lý Dục Thần nghe nói đến nhà họ Cha, anh cũng hơi tò mò. Lúc này Châu Na đi đến bên cạnh Lý Dục Thần, nói nhỏ, trong các gia tộc ở thành phố Hòa, xét về sức mạnh, nhà họ Cha thua nhà họ Lâm, nhà họ Phùng và nhà họ Triệu, nhưng nếu xét về độ lâu đời thì tất cả đều thua nhà họ Cha. Trong lịch sử nhà họ Cha từng có rất nhiều quan lớn, căn cơ vững chắc. Có điều nhà họ Cha ở huyện Hải Thành, hầu hết con cháu trong nhà đều sống rải rác ở nước ngoài nên trước giờ rất ít xuất hiện. Lý Dục Thần không biết vì sao Châu Na lại muốn nói cho mình biết những điều này, anh chỉ im lặng gật đầu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 2.